vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 57. Hệ thống tình báo của Cục Hỏa Thần đã điều tra thông tin liên quan của dược phẩm Bắc Trần, hai lão tổng Bắc Chập, một trong số họ, dáng vẻ bệ nghệ kiêu ngạo, nhiều lần tranh cãi với dược phẩm Kim Thông, bây giờ trở thành một người tin cậy trên Internet, Hạ Tổng, Hạ Bắc. Một người khác, thì là một gái cô gái trẻ tuổi, Tống Nhan. Vốn không thu hút sự chú ý của Cục Hỏa Thần, nhưng chồng cô là họ Sở. Sau khi điều tra, Cục Hỏa Thần xác nhận một điều, chồng của Tống Nhan không ai khác chính là Sở Nhất Trâm ở biên giới núi Cường Lạp. Lên xe đi vào tòa nhà Sơ Hối. Lúc này Sở Trần trỏ, về, nhất định là vì công ty dược phẩm Bắc Trần. Melina trầm giọng nói, chúng ta lần này hành động, phải tránh va chạm trực diện với Sở Trần, cho nên khi thuốc giải độc Vạn Náng cạnh tranh với thuốc giải độc Bắc Trần, đây là lúc đội hành động của chúng ta giải cứu các thành viên trong đội. Theo thông tin hồi báo của hệ thống tình báo của chúng ta, các thành viên Cục Hỏa Thần đã ở Kinh Thành, nơi bọn họ bị giam giữ, rất có thể là một trong ba nơi này. Kazeya lấy bản đồ ra, nếu có thể giải cứu người thành công, liền lập tức trở về, không cần chú ý đến đội ngũ dược phẩm Kim Thông, nếu có bọn họ, sự chú ý của Cục Đặc Chiến sẽ tập trung vào bọn họ. Imbiss không ở trong chiếc xe này, hai người họ có thể nói mục đích của Cục Hỏa Thần mà không cần bất kỳ sự cân nhắc nào. Trọng điểm là cứu người của bọn họ. Cho dù hy sinh cả đội ngũ dược phẩm Kim Thông, cũng sẽ không tiếc. Ánh mắt Melina nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, ánh mắt sắc bén, ba nơi, người nghĩ khả năng ở đâu hơn. Chúng ta có thể không có thời gian để đánh ba vị trí liên tiếp, dù sao đây cũng là Kinh Thành. Kazeya cũng nghĩ về điều đó. Hoạt động lần này, bọn họ không cho phép bất kỳ sai sót nào. Giá của thất bại, trong bọn họ bất kỳ ai cũng không chịu nổi. Kinh Thành thời điểm này, đầy xe cộ trên đường, không có gì đáng ngạc nhiên, trên đường đến tòa nhà Sơ Hối, đoàn xe đã bị chặn. Melina và Kazeya không vội, bọn họ có thể sử dụng thời gian này để chờ kết quả điều tra mới nhất và lập kế hoạch hành động cụ thể. Sở Trần cũng bị chặn trên con đường này. Anh nhận được điện thoại của Nhị Thúc. Không phải phía Tiếu Ngư xảy ra vấn đề chứ? Sở Trần buột miệng thốt ra. Sắc mặt Sở Khai Bình tối sầm lại, có người anh nào chớ rủa em trai như ngươi không? Bọn họ bên kia tất cả thuận lợi, khi Tiểu Ngư theo dõi mỗi nhóm đội ngũ mạo hiểm, còn bất ngờ phát hiện ra một di chỉ võ giả cố, đồng thời còn học một môn võ công, vừa mới gọi điện khoe ta. Sở Khai Bình nói, ta gọi điện thoại cho ngươi, là bảo cẩn thận đoàn đội dược phẩm Kim Thông. Khóe miệng Sở Trần nhếch lên, Nhị Thúc, chỉ là dược phẩm Kim Thông, theo cháu thấy, bọn họ không bằng bầy chim lạ ở biên giới. Đừng bao giờ xem thường đối thủ của mình. Sở Khai Bình trầm giọng nói. Dược phẩm Kim Thông là một kẻ săn mồi trong ngành dược phẩm, đặc biệt là sau khi nghiên cứu thành công lọ thuốc giải độc Vạn Năng, càng nổi tiếng hơn trên toàn thế giới. Còn nữa, dược phẩm Kim Thông và Cục Hỏa Thần có mối quan hệ liên kết chặt chẽ với nhau, sự phát triển của các loại thuốc có liên quan đến các chiến binh di truyền của Cục Hỏa Thần, dược phẩm Kim Thông phải chiếm một tỷ lệ nhất định, mặc dù trong chuyến đi này của bọn họ, chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ thành viên nào của Cục Hỏa Thần. Nhưng không loại trừ khả năng bọn họ sẽ mang bất cứ thứ gì từ Cục Hỏa Thần đến. Cục Hỏa Thần, nhiệm vụ gì? Sở Trần theo bản năng hỏi. Mặc bất luận là kệ cái gì, khẳng định đều không tốt. Chu Khai Bình nói, bọn họ đang đi tới tòa nhà Sơ Hối, còn có người của Cục Đặc Chiến chúng ta bảo vệ trong phạm vi tòa nhà Sơ Hối. Hiện giờ ngươi đích thân đi qua, sẽ càng an toàn hơn, thậm chí ta còn nghi ngờ mục tiêu của bọn họ là đơn thuốc của thuốc giải độc Bắc Trần. Sở Trần cười nhạt, đến địa bàn của chúng ta, cái gọi là Cục Hỏa Thần, là một ngọn lửa nhỏ, cháu nhìn hắn không thuận mắt, thổi một hơi, liền bị dập tắt. Lái xe đón Sở Trần là lái xe riêng của Sở gia, Sở Trần cũng không lo lắng cuộc nói chuyện giữa anh và Sở Khai Bình sẽ bị dò dỉ ra ngoài. Nhị Thúc, Thúc yên tâm câu cá đi. Sở Trần cúp điện thoại, đường rất tắc, tin tức đoàn đội dược phẩm Kim Thông đã đến tòa nhà Sơ Hối đã sớm lan truyền. Khiến con đường vốn đã tắc nghẽn này càng trở nên tồi tệ hơn. Sở Trần lấy Khuy Thiên Bối ra. Mấy ngày qua, Sở Trần đều tu luyện Khuy Thiên Kỳ Thuật. Phạm vi giòn ngó của anh càng ngày càng lớn, nhưng càng ở xa, phạm vi giòn ngó càng ngắn. Đồng thời, Sở Trần cũng phát hiện, nếu như hình ảnh giòn ngó xuất hiện trong đầu anh, có thể kéo dài chưa tới 1/3 thời gian trên Khuy Thiên Bối. Chiếc xe chạy với tốc độ chậm trên con đường đông đúc. Sở Trần thi triển Khuy Thiên Kỳ Thuật. Rất nhanh, trong Khuy Thiên Bối, sương mù cuồn cuộn bốc khói, bên trong xuất hiện một hình ảnh, trong ảnh, trong xe có một người đàn ông đang chửi chiếc xe trước mặt,
rõ ràng là đang tức giận. Sở Trần không dừng lại, hình ảnh chuyển động. Một người đàn ông mặc quần áo bình thường, hơi béo, sợi xích quanh cổ rất dày, một tay lái xe, ngồi ở ghế phụ là một cô gái trẻ, nhìn bề ngoài cũng bình thường nhưng lại có một đôi chân dài cong trên ghế, giống như ngọc trắng, khiến người ta mơ màng, tay còn lại của người đàn ông vô thức đưa qua, phi lễ chớ nhìn. Sở Trần tiếp tục rời tầm mắt, phạm vi dòm ngó của anh là trong vòng 80 mét, khoảng cách xa như vậy, Sở Trần đại khái ước chừng có thể tiếp tục sử dụng khuy thiên bối trong nửa giờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở Trần đột nhiên phát hiện, chỉ là một con đường tắc nghẽn như vậy cũng đầy đủ các loại nhân sinh. Bức tranh liên tục thay đổi, mỗi chiếc xe, đại diện cho một loại nhân sinh. Đột nhiên, bức tranh dừng lại, Sở Trần tò mò quan sát. Đây là hai gương mặt nước ngoài. Liên tưởng, Sở Trần lập tức biết thân phận của đối phương. Cũng đang trên đường đến tòa nhà sơ hối, tắc cùng một chỗ. Khuy thiên bối có thể hiện ra hình ảnh, nhưng không có âm thanh. Sở Trần biết đối phương đang ở đâu, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Sở Khai Bình, không khỏi dùng nguyên thần che phủ. Là võ giả duy nhất trên trái đất hiện nay có nguyên thần, không ai có thể nhận ra được vị trí nguyên thần của Sở Trần. Cho dù nguyên thần của Sở Trần bây giờ đã bao phủ toàn bộ chiếc xe, Melina và Kazeya hoàn toàn không biết. Trang viên ở phía tây thành phố này, là một trong những ngục tù giam giữ phạm nhân đặc biệt. Kazeya cuối cùng cũng đưa ra quyết định, trầm giọng nói, sau khi đến tòa nhà sơ hối, ta sẽ dẫn một đội 10 người rời khỏi hiện trường, ngươi ở lại thay ta yểm hộ, tùy thời mà phát động, nếu chúng ta thành công, ngươi cũng lập tức hành động, nếu có cơ hội, tìm cách lấy đi đơn thuốc giải độc Bắc Trần. Nếu không, đừng do dự, rút lui ngay lập tức. Kazeya phát thảo kế hoạch hành động, sau đó bắt đầu nói từng chi tiết. Trong chiếc xe kia, Sở Trần sững sờ. Cục hỏa thần, cũng thực sự quá không may a. Điều này cũng khiến anh nghe thấy được. Melina và Kazeya thực sự nằm mơ cũng không nghĩ đến. Cuộc trò chuyện giữa hai người trong xe sẽ thực sự rơi vào tai Sở Trần vào thời điểm quan trọng nhất. Chiếc xe đang chậm rãi di chuyển về phía trước. Khi hai người nhắm mắt chuẩn bị hành động tiếp theo, nguyên thần của Sở Trần đã thu hồi, đồng thời gọi điện thoại cho Sở Khai Bình, nhị thúc, phía tây thành phố có nhà giam đặc biệt không? Sở Khai Bình rõ ràng sững sờ một lát, Sở Trần chưa bao giờ để ý đến phương diện này. Quả thật có điều, bên trong hẳn không có tội phạm nào mà ngươi hứng thú. Sở Khai Bình nói, ngươi muốn tìm ai? Tối nay, sẽ có những người nhị thúc vô cùng hứng thú đi đến nhà giam đó. Sở Trần đại khái kể cho Áo Vơ Khai Bình nghe về cuộc nói chuyện giữa Melina và Kazeya mà anh đã nghe được. Ánh mắt Sở Khai Bình đột nhiên sáng lên, cục hỏa thần dám đến, liền khiến bọn họ có đến mà không có về. Sở Khai Bình cúp điện thoại, ánh mắt Sở Trần nhìn về phía trước, nhị thúc không bảo anh động thủ, Sở Trần đương nhiên không cần tự động xin đi giết giặc, dù sao đây cũng là thành phố. Tối nay Sở Khai Bình sẽ chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho những người đi về phía tây thành phố. 9 giờ tối, quảng trường ở tầng 1 của tòa nhà sơ hối, người đông nghìn nghịt. Rất nhiều người đến đây khi nghe được tin tức, đều muốn xem trận chiến giữa thuốc giải độc vạn năng và thuốc giải độc Bắc Trần. Không biết bọn họ sẽ so sánh như thế nào, trực tiếp lấy các công cụ liên quan đến kiểm tra. Nghe nói chuyên gia tù, nhiều tổ chức khảo thí trong và ngoài nước cũng đã được mời đến. Theo tôi, trực tiếp đưa một số bệnh nhân bị ngộ độc từ khắp nơi trên thế giới đến, thử nghiệm lâm sàng. Người có tác dụng giải độc tốt hơn, vừa xem hiểu ngay. Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc, Hạ Tổng Bắc Trần và Imbiss, ai sẽ khỏa thân. Đáng tiếc là, chúng ta chỉ có thể ở quảng trường đợi kết quả cuối cùng, không thể tận mắt chứng kiến. Ngay khi mọi người đang thảo luận, trong tòa nhà sơ hối, có người đang khiêng bàn ghế và những thứ khác xuống. Rất nhanh, một nền tảng tạm thời đã được dựng lên. Đột nhiên ở trung tâm của quảng trường, đoàn người vang lên một tràng thanh âm thốt lên. Đám người Bắc Trần đi tới, Hạ Tổng Bắc Trần, Hạ Bắc, với thân hình cao lớn, khí thế hiên ngang, bước ra, rất nhiều người nhận ra hắn trước, hô to tên hắn. Thuốc giải độc đã đẩy độ nổi tiếng của Hạ Bắc lên đỉnh cao. Đêm nay quyết định sự nổi tiếng của Hạ Bắc cuối cùng sẽ mang lại cho hắn sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người, hoặc là sự khinh bỉ của 10 vạn người. Ít nhất vào lúc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được vẻ mặt của Hạ Bắc tràn đầy tự tin. Đi ra bên cạnh Hạ Bắc là Tống Nhan mặc váy đỏ, màu đỏ tối nay khiến người ta cảm thấy kinh diễm tim đập thình thịch. Thảo nào có người nói, Tam tiểu thư Tống gia sau khi đến tòa nhà sơ hối, quyền sở hữu của đệ nhất mỹ nhân tòa nhà sơ hối, đã không còn tranh cãi.
Với ngoại hình của Tống Tổng, đừng nói là đệ nhất mỹ nhân tòa nhà Sơ Hối, cho dù đệ nhất mỹ nhân kinh thành, cô ấy cũng có sức cạnh tranh mạnh mẽ, ít nhất trong ấn tượng của tôi, rất ít người có thể cạnh tranh với Tống Tổng. Ngày càng có nhiều người, đoàn đội dược phẩm Kim Thông cũng đến rồi, gần như cùng với họ còn có các chuyên gia từ các tổ chức xét nghiệm nổi tiếng thế giới do họ mời, dưới sự theo dõi của nhiều con mắt, đoàn đội dược phẩm Kim Thông và nhóm chuyên gia của các tổ chức xét nghiệm cùng nhau đến. Ánh mắt của Imbiss trước tiên dán chặt vào Hạ Bắc, mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng trong khoảng thời gian này cũng đã may lần tranh cãi trên mạng, Imbiss đã tìm kiếm ảnh của Hạ Bắc, nhớ kỹ khuôn mặt này. Trong mắt Imbiss, hắn chính là kẻ thù. Ngược lại, vẻ mặt Hạ Bắc rất thoải mái, hắn mỉm cười nhìn Imbiss, hoan nghênh. Imbiss cười nhạt, nhóm chuyên gia y tế và nhóm chuyên gia kiểm tra đã vào vị trí. Ánh mắt của mọi người trên quảng trường đều tập trung. Sở Trần cũng đến tòa nhà Sơ Hối, nhưng anh không xuất hiện, mà ở trên lầu, nhìn xuống dưới. Anh đến xem kịch hay này. Xét về dược lực, anh có niềm tin tuyệt đối vào thuốc giải độc Bắc Trần. Chỉ là, Sở Trần hoàn toàn có lý do để tin, dược phẩm Kim Thông dám đến Hoa Hạ như vậy, nhất định phải có thủ đoạn không tầm thường. Ngoài đoàn đội của hai bên và những người vây xem, còn có nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, và nhiều máy quay lớn nhỏ đang chờ đợi họ. Imbiss là người đầu tiên lên tiếng, thuốc giải độc vạn nàng đã được thử nghiệm và chứng kiến bởi các tổ chức thử nghiệm có thẩm quyền nhất ở 7 quốc gia trên thế giới và kết quả cho thấy hiệu quả giải độc có thể đạt tới 90%. Nói rồi, Imbiss nhìn Hạ Bắc, theo tôi được biết, thuốc giải độc Bắc Trần chỉ mới được kiểm nghiệm bởi các tổ chức có liên quan ở Hoa Hạ. Tôi muốn nói là, thứ nhất, các tổ chức kiểm nghiệm của Hoa Hạ không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Hạ Bắc nói, thứ hai, thuốc giải độc Bắc Trần quan trọng là cho người Hoa Hạ, do tổ chức kiểm nghiệm của Hoa Hạ tôi kiểm nghiệm đã đủ rồi. Thứ ba, tôi hoan nghênh các chuyên gia từ các tổ chức lớn trên thế giới cùng thử nghiệm thuốc giải độc Bắc Trần, bởi vì chúng tôi đã vượt qua khảo nghiệm. Imbiss giễu cợt, nói đương nhiên dễ, đến tột cùng thật hay giả, kiểm nghiệm liền biết. Các tổ chức thử nghiệm lớn trên thế giới, bọn họ không chỉ đến, mà còn đến bằng đường hàng không cùng với thiết bị thử nghiệm. Từng thiết bị được đặt ra, mang đến cho mọi người cảm giác cấp cao không thể giải thích được. Mọi người trên quảng trường đều im lặng, đây là lần đầu tiên bọn họ xem một cuộc thi như vậy. Về việc phát hiện và cạnh tranh tác dụng giải độc giữa hai loại thuốc, các công cụ hàng đầu thế giới đã được sử dụng. Để công bằng, chúng tôi sẽ thử nghiệm cả hai loại thuốc của hai bên. Một chuyên gia đến từ Anh Quốc, Bruni, lúc này trầm giọng nói, thời gian thử nghiệm là 20 phút, xin hãy kiên nhẫn đợi. Rất nhanh, Imbiss sắp xếp người mang thuốc vạn năng qua, đây là lọ thuốc cao cấp nhất, hiệu quả giải độc chắc chắn có thể đạt tới hơn 90%. Hạ Bắc ra hiệu cho Tiểu Dũng đi tới lấy mẫu thuốc giải độc Bắc Trần. Đây là thuốc giải độc Bắc Trần, không phân đẳng cấp, hiệu quả giải độc của mỗi viên thuốc giải độc Bắc Trần đều cao tới 98%. Hạ Bắc mỉm cười, hoan nghênh đến kiểm nghiệm, có tổng cộng 9 thiết bị kiểm tra, hai bên đều nộp mẫu. Bruni, một chuyên gia thử nghiệm từ Anh Quốc, lấy mẫu do cả hai bên gửi và chuyển sang thiết bị thử nghiệm. Khi quay lại, ánh mắt của Bruni tình cờ chạm phải ánh mắt của Imbiss. Khóe miệng Imbiss khẽ giật giật, trong số 9 thiết bị, chỉ có một cái là của Hoa Hạ. Trong số 8 thiết bị khác, Imbiss đều đã sắp xếp. Điều Bruni chỉ cần làm là đóng gói mẫu thuốc giải độc Bắc Trần sẽ được gửi đến thiết bị Hoa Hạ. Đối với Bruni mà nói, không khó, một cái nhấc tay mà thôi. Khi mẫu được gửi đến thiết bị của Hoa Hạ, mẫu thuốc giải độc Bắc Trần do Bruni đưa lên đã thành công đánh cháo. Tất cả, ở trước mắt bao người, thần không biết, quỷ không hay. Chỉ còn 20 phút nữa trước khi dược phẩm Bắc Trần bị thân bại danh liệt, mọi người khinh bỉ. Thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy, khóe miệng hắn không khỏi nở nụ cười, 9 thiết bị, đều đã sẵn sàng. Mời mọi người cùng chứng kiến. Bruni mỏ, miệng nói, ở đây, tôi trịnh trọng cam kết một điều. 9 thiết bị trước mặt mọi người bây giờ thuộc về đứng đầu ngành dược phẩm hiện nay, mặc dù dữ liệu phát hiện sẽ có một chút sai lệch, nhưng nếu có thể lấy trung bình, đo là tỷ lệ thành công của loại thuốc tương ứng. Vừa nói, Bruni vừa nhìn Imbiss và Hạ Bắc, hai người có vấn đề gì không? Imbiss cười, tôi không có vấn đề gì. Điện thoại của Hạ Bắc reo lên. Lúc này, Hạ Bắc không muốn nghe điện thoại, nhưng khi nhìn vào ID người gọi, Hạ Bắc trả lời không chút do dự. Trần ca. Trên tầng tòa nhà Sơ Hối, tay Sở Trần vẫn đang cầm khung thiên bối, trong sương mù,
Cảnh tượng vừa xảy ra lúc này vẫn đang diễn ra, thuốc giải độc Bắc Trần trên dụng cụ của Hoa Hạ đã bị đánh cháo, 8 dụng cụ còn lại dường như đã được dược phẩm Kim Thông mua. Đây chỉ đơn giản là một cuộc cạnh tranh nhằm đánh lừa thế giới. Đồng tử Hạ Bắc khẽ nhíu mày, nhìn khuôn mặt tươi cười đạo đức giả của Imbiss, thấp giọng nói, Trần ca, đừng lo lắng, chúng ta đã có chút chuẩn bị. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Hạ Bắc nhìn Tiểu Dũng. Tiểu Dũng lập tức hiểu ra, vỗ vỗ đầu, vội vàng đi ra ngoài, Hạ Tổng, chết tiệt, tôi vừa cầm nhầm thuốc. Đoàn người nhất thời vang lên một hồi thanh âm náo động nhẹ. Cũng có người thấy buồn cười. Nhân viên của Bắc Trần, quá không đáng tin cậy, đúng lúc này, bọn họ còn có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy sao? Từ đó có thể thấy rằng thuốc giải độc Bắc Trần có thể gây thất vọng cho người dân trong nước rồi. Hạ Tổng Bắc Trần, chuyện này nên làm sao giải thích với người dân trong nước, tôi quá mất mặt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không ai để ý, sắc mặt của Imbiss trở nên ảm đạm. Hắn đương nhiên không tin chính là nhân viên của Bắc Trần phạm sai lầm, mà là đối phương đã phát hiện ra thuốc giải độc của Bắc Trần đã bị đánh cháo. Đây đối với Imbiss mà nói, có hai cái tín hiệu không tốt. Đầu tiên, về phía Bắc Trần, bọn họ thực sự tự tin vào thuốc giải độc của mình. Thứ hai, nếu lấy nhầm, bọn họ khẳng định sẽ sắp xếp lại, vậy thì, thuốc đã được đưa vào dụng cụ sẽ được lấy ra, bọn họ sẽ không có thời gian và không gian đi đánh cháo lần hai. Như vậy kế tiếp, chỉ có so đấu khả năng giải độc thực sự. Thật đáng chết, Imbiss nhớ lại cuộc gọi Hạ Tổng vừa nhận được, không khỏi quay đầu nhìn lại các chuyên gia của nhóm các tổ chức thử nghiệm này. Những chuyên gia này tâm cao khí ngạo, lần này Kim Thông đưa ra một mức giá mà bọn họ không thể từ chối, bảo bọn họ diễn một vở kịch, nhưng hiện tại, Imbiss đoán, những người này có thể sau khi nhận tiền có thể bí mật đâm sau lưng dược phẩm Kim Thông. Nhất định là như vậy, Imbiss thầm quyết định, nếu trận đấu tối nay gặp trục trặc trong phần này, hắn cũng sẽ không để cho đám người kia khá hơn. Imbiss nghiêm mặt, tiếp theo, Hạ Bắc thật sự đề nghị thay thế mẫu thuốc giải độc Bắc Trần. Nhân viên Bắc Trần đã chủ động ra mặt nhận sai, nói mình lấy nhầm thuốc, các chuyên gia của nhiều tổ chức kiểm tra đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Nhưng vào lúc này, khuôn mặt Rooney, một chuyên gia từ Anh Quốc, rõ ràng là hơi không tự nhiên. Đối mặt với tình huống này, hắn rõ ràng không có chuẩn bị. Ai có thể nghĩ đến, vào thời khắc mấu chốt như vậy, Bắc Trần lại thật sự lấy nhầm thuốc. Một số chuyên gia nhìn nhau. Lần này, để đảm bảo mẫu không có vấn đề gì, Hạ Tổng Bắc Trần đã khiển trách nhân viên phạm sai lầm dữ dội, đích thân mang thuốc đến, tận mắt chứng kiến mẫu được đưa vào dụng cụ kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm bắt đầu, đối với nhiều người, đây chỉ là tình thế khó khăn với Bắc Trần, khi kiểm nghiệm bắt đầu, đều đang mong chờ kết quả cuối cùng. Imbiss cũng ngồi xuống lần nữa, ánh mắt lạnh lùng, hít sâu một hơi, hắn vẫn có niềm tin vào thuốc giải độc vạn năng của mình. Trên thế giới, làm sao có thể có một viên thuốc giải độc có hiệu quả giải độc 98%, nhất là khi giá của dược phẩm Bắc Trần vẫn được đặt ở mức giá thấp như vậy. Nhất định là có vấn đề. Imbiss tin chắc vào điều này, nhìn lên thần sắc khẽ run. Kazea đã biến mất, phía cục hỏa thần đã bắt đầu hành động. Imbiss cảm thấy nhịp tim tảng lên không thể giải thích được. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cục hỏa thần sẽ không sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mời hắn mà đi, tuy nhiên. Khi Imbiss thấy Melina vẫn còn ở đó, trong lòng đã ổn định hơn nhiều, Melina vẫn ở đó, cục hỏa thần sẽ không đi trước. Ở giữa đám đông, một người phụ nữ vật lộn chen qua đám đông và cố gắng tiến về phía trước. Xin lỗi, xin nhường một chút, cảm ơn. Một phụ nữ trẻ người nước ngoài với vẻ mặt lo lắng cố gắng chen vào, nhưng quảng trường có quá nhiều người. Cô gái, đừng đẩy, mọi người đều muốn đi lên phía trước. Phụ nữ trong nhà, tốt hơn là ở bên ngoài đợi. Lại chen chúc vào bên trong, cẩn thận người có dụng tâm khác chiếm tiện nghi của cô. Còn là cô gái ngoại quốc A, có liên quan gì đến đoàn đội dược phẩm Kim Thông? Cô gái này chính là Lailiza, khi cô đến Hoa Hạ, tàu du lịch đã bị cá mập biến dị vây công, chính Sở Trần đã cứu bọn họ. Vẻ mặt Lailiza lo lắng, tôi có việc gấp, muốn tìm Sở Trần. Lailiza nghe ngóng, công ty dược phẩm Bắc Trần có liên quan với Sở Trần. Sở Đại Hiệp không ở đây. Nhưng vợ anh ấy ở đây. Có người tốt bụng nhắc nhở, nhìn ánh mắt Lailiza trông hơi kỳ lạ. Luận dáng người, Lailiza cũng là một mỹ nhân, trong trường hợp này, cô muốn xông vào tìm Sở Trần, điều này không thể tránh khỏi gợi nhớ đến một bộ phim luân thường đạo lý đặc sắc, vậy tôi liền tìm vợ của Sở Trần. Nhưng cho dù Lailiza có cố gắng thế nào, đều không thể chen vào. Cô hét to tên của Sở Trần,
cũng không có tác dụng. Trong số những người đến hiện trường, chắc chắn có không ít fan của Sở Trần, có quá nhiều thanh âm hô to Sở Trần. Lai Lisa dậm chân lo lắng. Trên tòa nhà cao tầng, tay Sở Trần đang cầm một cái ly cao, trong ly là rượu vang đỏ. Một bên thưởng thức rượu luyện hồn, một bên chờ mong kết quả kiểm nghiệm sắp tới. Sở Trần lúc nào cũng nghĩ nâng đề cao thực lực nguyên thần của mình. Ngoài hai phiến đá, rượu luyện hồn chính là phương tiện tốt nhất để Sở Trần nâng cao uy lực của nguyên thần lúc này. Âm thanh hét lên của Lai Lisa đã thu hút sự chú ý của Sở Trần. Khi nhìn thấy Lai Lisa, Sở Trần thoạt nhìn có chút quen thuộc, đã sớm nhớ tới thân phận của đối phương, không khỏi sững sờ một lát, anh thật sự không nghĩ đến, cô gái ngoại quốc này thật sự chạy tới Bắc Trần. Sở Trần không nghĩ nhiều. 20 phút trôi qua rất nhanh, kết quả kiểm nghiệm sẽ sớm được công bố. Đồng thời, Sở Trần nhận được tin nhắn của Sở Khai Bình, cá cắn câu rồi. Trong đêm khuya ở phía tây thành phố, có một trang viên không có ánh sáng. Đây là một ngục giam bí mật của cục đặc chiến, Kazuya có chút ngưỡng mộ hệ thống tình báo của cục hỏa thần, nơi bí mật như vậy có thể điều tra được. Tối nay, ngay cả khi không thể tìm thấy các thành viên bị bắt của cục hỏa thần, cũng âu he phá hủy ngục giam bí mật của cục đặc chiến, gây rắc rối cho cục đặc chiến. Khóe miệng Kazuya nhếch lên, gây rắc rối cho cục đặc chiến, đây là điều mà cục hỏa thần giỏi nhất và vui vẻ nhất khi làm. 10 thành viên của cục hỏa thần bên cạnh hắn đã sẵn sàng. Bên kia tòa nhà sơ hối, kết quả kiểm nghiệm sắp được công bố, sự tập trung của mọi người có lẽ đều ở đó. Kazuya đột nhiên vẫy tay, dáng người nhanh như chớp, bước vào trang viên. Bên ngoài trang viên, thậm chí không có một điểm canh gác. Kazuya mỉm cười, cục đặc chiến sẽ phải trả giá cho sự tự tin của họ. Kazuya dẫn 10 người của mình và đi sâu hơn vào trang viên, dần dần, nụ cười trên mặt Kazuya thu lại. Trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy một cảm giác bất an không thể giải thích được. Tòa trang viên này, quá mức an tĩnh, mặc dù là ngục giam bí mật của cục đặc chiến, loại nơi này nên trong chặt ngoài lỏng, nhưng bọn họ đã ở trong trang viên nắm phút, một chút động tĩnh cũng không có. Cẩn thận đề phòng, Kazuya hạ giọng, thân ảnh cũng theo bản năng dừng lại. Đột nhiên, ba, 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 trong trang viên tối tăm, những chùm ánh sáng đột nhiên sáng lên, ánh sáng chói mắt. Điều này đột nhiên khiến đám người Kazuya gần như không thể mở mắt. Phía trước truyền đến một hồi thanh âm tiếng cười to. Hoan nghênh đến Hoa Hạ, tòa nhà sơ hối, kết quả kiểm nghiệm của hai loại thuốc đã được công bố. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào. Hiện tại kết quả kiểm nghiệm của hai mẫu đã nằm trong tay tôi. Chuyên gia kiểm nghiệm từ Anh Quốc rũ, hai tập hồ sơ, trong đó có kết quả thử nghiệm của 9 dụng cụ tương ứng. Bruni mỏ, một cái, nhìn nó, trầm giọng nói. Sau khi được 9 dụng cụ kiểm tra, tỷ lệ giải độc thành công của thuốc giả độc vãn năng là 91%. Khóe miệng Imbiss hơi nhếch lên. Hắn đối với thuốc giải độc vãn năng có niềm tin tuyệt đối. Lần này mang đến cũng là lọ thuốc giải độc vãn năng tốt nhất. Kết quả kiểm nghiệm cũng cho thấy so với hiệu quả giải độc tốt nhất được tiết lộ bởi dược phẩm kim thông, còn táng thêm 1%. Ánh mắt mọi người đều chuyển sang một túi hồ sơ khác. Thuốc giải độc Bắc Trần. Tỷ lệ giải độc thành công khi công bố với bên ngoài là 98%. Trên thực tế, có thể có bao nhiêu? Ngoài nhân viên của Bắc Trần, ngay cả những người rất tin tưởng vào Bắc Trần lúc này cũng không tránh khỏi lo lắng không yên. Dù sao cái xác suất giải độc thành công này, thực sự quá nghịch thiên. Nhiều người thậm chí còn nghĩ rằng đây là một sự đồn thổi của Bắc Trần. Bruni hít một hơi thật sâu. Mặc dù kết quả nằm trong tay hắn, nhưng hắn cũng không biết cụ thể như thế nào. Mở túi hồ sơ, Bruni lấy ra kết quả kiểm nghiệm bên trong. Mọi ánh mắt tại tòa nhà sơ hối đều tập trung về hướng này, Bruni nhìn, trong mắt đột nhiên mở to và tròn. Imbiss cũng nhìn chằm chằm vào Bruni. Nửa hồi, Bruni thở ra một hơi, chậm rãi nói, thuốc giải độc Bắc Trần, đối với tất cả các loại độc tố đột biến ở giai đoạn này, tỷ lệ giải độc thành công là 99%. Một tiếng huyên náo lớn vang lên, 99%. Không chỉ tỷ lệ giải độc thành công của thuốc giải độc vãn năng táng lên, mà thuốc giải độc Bắc Trần cũng tăng 1%. Giống như nghiền ép thuốc giải độc vãn năng, nhưng điểm khác biệt giữa hai bên là, thuốc giải độc vãn năng được dược phẩm kim thông đã dành toàn bộ nguồn lực để phát triển, tiêu tốn vô số vật tư, tiền bạc, nhân lực và vật lực với chi phí khổng lồ, đồng thời đầu tư rất nhiều tiền để chuẩn bị đưa ra thế giới, với mức giá của họ, sẽ dễ dàng gây ra một cơn bão tài chính trên toàn thế giới. Thế mà thuốc giải độc Bắc Trần, 9 tệ 9 miễn phí ship.
Điều này khiến Imbiss muốn thổ huyết. Không thể nào, Imbiss lao về phía trước, giật lấy kết quả xét nghiệm từ tay Rony. Sau khi cẩn thận nhìn qua nhìn lại, thân thể Imbiss lảo đảo vài bước. Imbiss, đến lúc khỏa thân chạy rồi. Trong đám người, có người đột nhiên hét lên. Sắc mặt Imbiss đen lại. Hạ Bắc hứng thú nhìn Imbiss, tràn đầy mong đợi. Khỏa thân chạy, khỏa thân chạy, khỏa thân chạy, từng tiếng hô to vang lên. Xem náo nhiệt chưa bao giờ là chuyện lớn, chưa kể tối nay là một công ty dược phẩm từ Hoa Hạ, đã đè bẹp công ty dược phẩm nổi tiếng nhất thế giới. Điều này khiến họ cảm thấy trong lòng rất tự hào. Imbiss luống cuống, vội vàng nhìn lên. Hắn có dũng khí đến Hoa Hạ, thứ nhất là quyết tâm quyết đánh đến cùng, thứ hai, chính cục hỏa thần cho hắn sức mạnh này. Nhưng hiện tại, khi Imbiss ngẩng đầu lên một lần nữa, lại kinh hãi phát hiện, người của cục hỏa thần đã biến mất. Sắc mặt Imbiss tái nhợt ngay lập tức, hắn ý thức được một điểm, cục hỏa thần, chỉ là lợi dụng yểm hộ đoàn đội hắn đến Hoa Hạ mà thôi, cán bản không định giúp hắn làm gì cả. Hiện tại ở loại tình huống này, cục hỏa thần liền rút lui trước. Imbiss tiên sinh, Hạ Bắc đi tới, đường đường nam tử hán, ngay cả đặt cược mình đạp ra cũng không dám thực hiện sao. Imbiss lại lùi lại, xung quanh truyền đến thanh âm hô to. Khỏa thân chạy đó là hoàn toàn không thể. Imbiss cảm thấy thế giới quay cuồng, đột nhiên một ngụm máu phun ra, trợn mắt bất tỉnh. Ánh mắt Hạ Bắc lộ ra vẻ thất vọng, thật mất hứng. Khi Imbiss được khiêng xuống, khán giả vỗ tay reo hò nồng nhiệt. Tại thời điểm này, vinh quang thuộc về giới dược phẩm Hoa Hạ. Một cuộc cạnh tranh trong giới dược phẩm thu hút sự chú ý toàn cầu đã kết thúc, nhưng mọi người đều có thể thấy trước rằng trong giới dược phẩm, một ngôi sao mới từ phương Đông đang mọc lên, sau đêm nay, toàn cầu sẽ chú ý đến thuốc giải độc Bắc Trần. Không ai nguyện ý tiêu tiền sai trái. Hiệu quả giải độc của thuốc giải độc Bắc Trần 9 tệ 9 tốt hơn so với thuốc giải độc vạn nàng 99.999, giữa hai cái, nên lựa chọn như thế nào, đứa trẻ 3 tuổi đều biết. Khuôn mặt của những người trong quảng trường tràn đầy niềm tự hào và phấn khích, sau đó chia thành hai, ba người rời đi. Lai Lisa cuối cùng cũng cố gắng chen vào, ngẩng đầu đảo qua, cuối cùng đi về phía Tống Nhan, chào mọi người, tôi tìm Sở Trần. Vẻ mặt Hạ Bắc đột nhiên lộ ra vẻ kỳ quái, hắn nhìn Tống Nhan. Vẻ mặt Tống Nhan bình tĩnh, tôi là vợ của Sở Trần, cô tìm anh ấy có chuyện gì không? Tôi tìm anh ấy cứu mạng. Lai Lisa lo lắng nói, mọi người có thể liên lạc với Sở Trần không? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Tôi đây, một giọng nói vang lên, Sở Trần đi ra ngoài. Khi Lai Lisa nhìn thấy Sở Trần, lập tức kích động, Sở Trần, anh nhanh đi cứu Hà Vũ. Hà Vũ, nghe giống như tên của một cô gái. Sắc mặt Hạ Bắc trở nên kỳ quái, quả dưa dường như càng lúc càng lớn. Một cô gái kỳ lạ với mái tóc vàng tìm đến cửa, nhờ Sở Trần cứu một cô gái khác. Hạ Bắc tinh thần phấn chấn, trạng thái lúc này còn tốt hơn so với lúc mới đối mặt với đội đoàn đội Imbiss. Sở Trần cũng giật mình, Hà Vũ bị làm sao vậy? Sau khi nhìn thấy Lai Lisa, Sở Trần tự nhiên nhớ tới cô gái đến từ Vân Các Mồn trên du thuyền, lúc đó Liễu Như Nhạn khá thích cô, nhận cô là em gái. Có quan hệ như vậy, nếu như Hà Vũ xảy ra chuyện gì, Sở Trần đương nhiên sẽ không đứng yên. Sở Trần mời Lai Lisa lên lầu, đồng thời nắm lấy tay Tống Nhan. Sau khi bước vào phòng làm việc của Bắc Trần, Lai Lisa đã đè nén sự lo lắng trong lòng. Sở Trần pha một ấm trà. Hà Vũ làm sao vậy? Sở Trần hỏi. Lai Lisa hít sâu một hơi, các sư môn trưởng bối của Hà Vũ muốn Hà Vũ giao ra Thái Ất Kiếm Pháp, nhưng Hà Vũ nói Thái Ất Kiếm Pháp là do anh dạy cho cậu ấy, nếu không có sự đồng ý của anh, cậu ấy không thể dạy Thái Ất Kiếm Pháp cho người khác. Sở Thần cau mày, sau đó thì sao? Sư môn trưởng bối của Hà Vũ đã nhốt cậu ấy với lý do phản bội sư môn, bởi vì Hà Vũ ở cùng tôi, bọn họ còn nói, Thái Ất Kiếm thuật của Hà Vũ, là cấu kết với thế lực nước ngoài học. Lai Lisa tức giận nói, bọn họ ván bản nhìn chúng Thái Ất Kiếm Pháp, tìm lý do, muốn ép Hà Vũ đi vào khuôn khổ. Tống Nhan cũng nghe được chân tướng toàn bộ sự việc, một cô gái mà Sở Trần từng cứu, vì một bộ kiếm thuật do Sở Trần truyền thụ, gặp chuyện. Xét đến cùng. Là bởi vì một bộ kiếm pháp của anh. Tống Nhan nhìn Sở Chu Trần, xem ra anh phải đi chuyến này. Sở Trần ôm trán, từ núi Cường Lạp đến núi Lang Cư Tư, trong khoảng thời gian này anh đến rồi vội vàng đi. Sau khi trở về lần này, Sở Trần vốn định ở nhà chăm chỉ luyện tập, buổi sáng luyện khuy thiên kỳ thuật, buổi chiều nếm thử rượu luyện hồn, kết hợp phiến đá để luyện hóa nguyên thần, ban đêm tu luyện đạo môn nhiếp sinh công, nhưng nhà còn chưa vào,
lại có chuyện rồi. Chuyện này, anh lại không thể không để ý. Sư môn của Hà Vũ, là môn phái nào? Ở bên cạnh, Hạ Bắc không nhìn được nói, lá gan cũng không nhỏ, biết bộ kiếm thuật này là do Trần Ca truyền thụ cho Hạ Vũ, lại dám nghĩ đến, còn sử dụng loại thủ đoạn này. Trần truyền thụ cho Hạ Vũ, theo bọn họ thấy, Hạ Vũ không thế nào biết được Sở Đại Hiệp danh chấn thiên hạ. Lai Lisa nói, tôi không biết võ thuật, bọn họ sau khi giam tôi, trông coi tương đối lỏng lẻo, tôi tìm cơ hội chạy ra ngoài, liền đến đây. Sở Trần suy nghĩ một lát, tôi nghe Hà Vũ qua về môn phái của cô ấy, hình như là Vân Các Môn. Vừa nói, Sở Trần vừa lấy điện thoại ra, mở hậu đài cục đặc chiến. Với vị trí hiện tại của mình trong cục đặc chiến, có thể truy cập hầu hết các tài liệu được lưu trữ trong cục đặc chiến. Trong tài liệu nội bộ của cục đặc chiến, có một số ghi chép lại tình hình liên quan của võ giả môn phái, Sở Trần nhanh chóng tìm được ghi chép về Vân Các Môn. Vân Các Môn, một giáo phái trung quy trung củ, nằm ở vùng sông nước Giang Nam. Môn phái này có lịch sử gần 100 năm, chỉ có thể được coi là một tân binh trong giới võ giả. Trường môn đương thời, Điền Hán Thu, có khoảng 300 đệ tử trong môn. Trong hồ sơ của cục đặc chiến, Vân Các Môn không quá xuất sắc trong những năm qua, cũng không phạm bất kỳ sai lầm lớn nào. Nếu không phải Hà Vũ, có lẽ cả đời này Sở Trần đều khó qua lại với Vân Các Môn. So với Sở Trần, cấp bậc của Vân Các Môn quá thấp. Tuy nhiên, vùng sông nước Giang Nam, ngược lại là một nơi rất tốt. Chuyện ở đây tạm thời giao cho Hạ Bắc được rồi, dù sao hắn cũng độc thân. Sở Trần không kịp chuẩn bị, cho người bên cạnh án cầu lương. Khóe miệng Hạ Bắc giật giật, hôm nay vốn tưởng có thể ăn miếng dưa của Trần Ca, thật tình không biết, là án cẩu lương. Còn bị nói là độc thân, tôi độc thân làm sao vậy, tôi độc thân làm sao vậy, anh hồi nhỏ chưa từng độc thân sao. Hạ Bắc đứng dậy, im lặng đi ra ngoài, Tống Nhan vui vẻ đồng ý, sau đó sắp xếp cho Lai Lisa ở lại khách sạn Sơ Hối. Mặc dù đám đông trong tòa nhà Sơ Hối đã giải tán, nhưng tối nay, đối với thành phố và giới dược phẩm toàn cầu, đó là một đêm sấm sét nổ ầm. Một công ty dược phẩm vô danh từ Hoa Hạ thực sự đã đánh bại dược phẩm Kim Thông trong lĩnh vực giải độc. Imbiss, phó chủ tịch toàn cầu của dược phẩm Kim Thông, tức giận đến mức nôn ra máu hồn mê. Đêm nay, thuốc giải độc vạn náng do dược phẩm Kim Thông nghiên cứu phát triển giảm mạnh, đồng thời, trong đêm này, vô số cuộc điện thoại đã được gọi đến dược phẩm Bắc Trần, tất cả đều muốn có được quyền đại lý của thuốc giải độc Bắc Trần. Có thể nói, dược phẩm Bắc Trần đã trở nên nổi tiếng toàn cầu chỉ sau một đêm. Và người nổi tiếng trên Internet Hạ Tổng, từ chỗ bị nhiều người chế giễu đã trở thành chuẩn mực cho các anh hùng quốc dân. Weibo của Hạ Tổng đã sụp đổ, đặc biệt là kiếm của Tam Thiếu ra giường như bị thứ gì đó kích thích, điên cuồng tán thưởng Hạ Tổng, vì Hạ Tổng đánh cô. Sở Trần và Tống Nhan đã trở về nhà rồi. Sau khi tắm xong, Sở Trần cầm điện thoại lên, Sở Khai Bình gửi tình huống mới nhất. Cục Hòa Thần, do Kazeya dẫn đầu, toàn bộ bị bắt. Bao gồm đội ngũ của Melina cũng bị chặn tại sân bay. Một đêm toàn thắng của dược phẩm Bắc Trần, cục đặc chiến cũng hung hàng dạy cho cục Hỏa Thần một bài học sâu sắc. Tin tức tốt liên tiếp mà đến, đáng án mừng. Sở Trần rót hai ly rượu luyện linh, dưới ánh đèn hơi mờ, hai người uống một ly rượu giao bôi. Mặt Tống Nhan trở nên hồng hào. Sở Trần không nhịn được ôm mặt Tống Nhan cắn nhẹ. Lông mi Tống Nhan khẽ run lên, sau khi ly trong tay đặt xuống, áo sơ mi cũng tuột ra. Hai người luyện đạo môn nhiếp sinh công, cái bóng mỏng manh như nước của Tống Ngôn xuất hiện trên ghế sofa, trên sàn nhà, đế tu luyện, Sở Trần theo sát phía sau. Một đêm trôi qua, hướng mặt trời mọc, bao phủ cả vùng đất này. Sở Trần đẩy mỏ, cửa sổ, hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng, liếc nhìn Tống Nhan vẫn đang ngủ. Anh rất mong chờ chuyến đi tiếp theo đến thị vùng sông nước Giang Nam. Dưới làn mưa phùn mờ ảo của vùng sông nước, uống ly rượu và ngắm người đẹp trong vòng tay, chuyến đi này cũng không tính là chạy sổ cứu hỏa. Ngược lại có thể tận hưởng một chút chuyến đi đến vùng sông nước Giang Nam này. Sở Trần lấy điện thoại ra, anh muốn qua xem, thời gian gần đây có vết tích thời kỳ võ giả Cổ Vãn Minh ở vùng sông nước Giang Nam hay không. Tra một chút, quả thật phát hiện vài bị nghi ngờ là tàn tích của thời đại võ giả cổ, nơi gần nhất cách Vân Các Môn chỉ có 10 cây số. Nếu không vội trở về, có thể ở lại vùng sông nước Giang Nam thêm vài ngày nữa, dù sao Tiểu Bắc cũng rảnh rỗi. Sở Trần lập tức quyết định, sau khi Tống Nhan thức dậy, buổi trưa, hai người và Lai Lisa tập trung ở sân bay. Xuất phát, vùng sông nước Giang Nam, Vân Các Môn. Lúc lên máy bay,
Sở Trần liếc mắt nhìn Lailiza, sau khi lên máy bay, cô nên nghỉ ngơi một chút. Cô gái đến từ nước ngoài này, chịu đựng sự thay đổi này, những ngày này, e rằng không có một ngày ngủ ngon. Sở Trần lần đầu tiên nhìn thấy cô, điều dễ thấy nhất không phải là mái tóc vàng, mà là cặp quầng thâm. Tống Nhan nắm lấy cánh tay Lailiza, đừng lo lắng, mấy tiếng nữa, cô gái tên Hà Vũ đó sẽ an toàn. Lailiza gật đầu, có Sở Trần đích thân đến, cô cảm thấy rất yên tâm. Sở Trần ném con cá mập biến dị qua vai giữa biển cả mênh mông là điều mà Lailiza sẽ không bao giờ quên. Máy bay bay vút lên trời, sáng nay, có vài chuyện gây chấn động, không ai để ý Sở Nhất Trâm Sở Đại Hiệp đã rời khỏi thành phố. Điều đầu tiên đương nhiên là sự cạnh tranh giữa thuốc giải độc Vạn Náng và thuốc giải độc Bacon, và quan chức của dược phẩm Kim Thông đã đưa ra thông báo trục xuất Inbis khỏi công ty dược phẩm Kim Thông, ngay cả một lý do qua loa cũng không cho. Inbis trở thành hình nhân thế mạng cho sự cố của dược phẩm Kim Thông. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự ra đời của thuốc giải độc Bắc Trần sẽ khiến thuốc giải độc Vạn Năng bị tấn công như lũ quét và sóng thần. Lần này dược phẩm Kim Thông nhất định sẽ chịu tổn thất nặng nề, phải có người ra mặt gánh vác trách nhiệm này. Sự kiện thứ hai, bảo vật của thời đại võ giả cổ xuất hiện ở Ai Cập đã gây ra rất nhiều cạnh tranh, cuối cùng Liên minh 5 quốc gia đã đạt được thỏa thuận cùng nghiên cứu kho báu. Nhưng như mọi người đều biết, chỉ sau một đêm, dưới con mắt của Liên minh 8 quốc gia, kho báu đã bị mất. Hiện trường bị mất, để lại một ký hiệu hỏa yến. Đạo tặc hỏa yến, đạo tặc hỏa yến lại ra tay rồi. Trong thôn trang dưới núi Lang Cư Tư, đầu óc Trần Tiểu Mặc quét qua bóng dáng Sở Trần, vô cùng kích động, hôm trước vừa mới rời núi Lang Cư Tư, lại nhanh như vậy đã đến Ai Cập, mang theo bảo vật kia. Thật không hổ là đạo tặc hỏa yến, ánh mắt Trần Tiểu Mặc tràn đầy ngưỡng mộ, người ái mộ của đạo tặc hỏa yến đang sục sôi, nhưng Liên minh 5 nước lại hận đạo tặc hỏa yến đến tận xương tủy, trực tiếp tuyên bố sẽ cùng nhau phát lệnh truy nã cấp cao nhất và treo thưởng đạo tặc hỏa yến. Nếu có thể cung cấp manh mối liên quan đến đạo tặc hỏa yến, trực tiếp thưởng triệu đô la. Phần mạnh tay này, đủ để khiến rất nhiều người đều động tâm. Nếu có thể bắt được đạo tặc hỏa yến, Liên minh 5 nước sẽ thưởng 100 triệu. Sở Trần vừa xuống máy bay thì nhận được tin tức, lại là treo thưởng với đạo tặc hỏa yến. Nếu cộng số tiền thưởng lớn nhỏ, nếu bắt được đạo tặc hỏa yến, e rằng có thể kiếm được 1 tỷ. Trong lòng Sở Trần có một suy nghĩ, có điều, rất nhanh bị bóp chết ra khỏi sân bay. Có một hàng dài taxi chờ. Đây cũng không phải là một ngày đặc biệt, tại sao lại có nhiều người như vậy? Tống Nhan liếc mắt nhìn, lượng người từ sân bay tràn ra đi, vượt ra khỏi dữ liệu của bọn họ. Khi tôi rời khỏi đây, cũng không có nhiều người như vậy. Lailiza nói, Sở Trần cũng ngạc nhiên. Vị trí của Vân Các Mồn là tỉnh An Huy ở khu vực vùng sông nước Giang Nam, kể từ khi linh khí tô phục, đã có nhiều sự kiện đột biến về tàn tích của thời đại võ giả cổ ở nhiều vùng khác nhau của tỉnh An Huy. Có mây mù, sông sồi trào, v.v. đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng toàn bộ phạm vi Hoa Hạ, có những đột biến tương tự, những đột biến này không đủ để khiến nhiều khách du lịch đổ xô đến hỏi thám một chút thì sẽ biết. Sở Trần ngăn một người đàn ông trung niên đang bước nhanh, chú, hỏi một chuyện. Người đàn ông trung niên tóc trắng thưa thớt trên đỉnh đầu, trong tay cầm máy tính, tức giận trừng mắt nhìn Sở Trần, năm nay tôi mới 20 tuổi. Sở Trần ngượng ngùng, xin lỗi. Tôi muốn hỏi một chút, sao hôm nay ở sân bay lại có nhiều người như vậy? Thanh niên không tính toán Sở Trần, lập tức nói, anh không biết sao. Đêm qua, con khỉ trên đỉnh sư tử núi Hoàng Sơn bỗng nhiên sống lại, rất nhiều người vội vàng đi xem, không nói với anh nữa, tôi sợ đi trễ sẽ không chen vào được. Lailiza không khỏi thắc mắc anh tại sao còn mang theo máy tính. Người thanh niên cười, tôi là một nhà ván trên mạng. Người thanh niên vội vã rời đi. Trong quá trình xếp hàng chờ xe đón, Sở Trần cũng tra tin tức liên quan về sự sống lại của đá khỉ ở Hoàng Sơn. Cục đặc chiến đã có chuyên gia chạy tới. Có điều sự kiện đá khỉ ở Hoàng Sơn sống lại, do vài du khách truyền ra trước, bọn họ dậy sớm để ngắm mặt trời mọc, nhìn đá khỉ ở phía xa, phát hiện đá khỉ thực sự đứng lên, thế nhưng cũng không lâu lắm, đá khỉ trở về trạng thái ban đầu. Quá trình này, có du khách lấy điện thoại quay lại, vì vậy mới dẫn đến chấn động. Trên mạng cũng đang tranh luận sôi nổi, có nghi ngờ rằng video là giả. Có người nói, đoạn thời gian gần đây án kinh ngạc đã xảy ra quá nhiều, coi như đá khỉ sống lại, vậy cũng có thể chấp nhận. Cũng có người sao chép và dán khắp nơi, phổ biến truyền thuyết về đá khỉ Hoàng Sơn. Có thư viết, con khỉ nhìn biển mà không biết nám nào, bầu trời xanh biếc ngàn mây đỏ.
ngồi nhìn thế giới hưng thịnh, nhiều lần thương hải biến tang điền. Truyền thuyết kể rằng ở sâu trong biển Bắc núi Hoàng Sơn, có một linh hồn khỉ đã tu luyện 3.600 năm, Sở Trần và Tống Nhan cùng nhau đọc xong truyền thuyết linh hồn khỉ Hoàng Sơn, Tống Nhan cảm thấy trong lòng có một tia chấn động, cảm thán, linh hồn khỉ Hoàng Sơn là hạt giống si tình, nhưng đáng tiếc, người và khỉ có những con đường khác nhau, nó chỉ có thể đứng trên đỉnh núi, ngơ ngác nhìn, câu chuyện này quá đẹp. Người xưa luôn khao khát một tình yêu đẹp đẽ, mới có câu chuyện tình yêu sâu sắc nối tiếp nhau. Sở Thần thở dài, tuy nhiên, thế sự xoay vần, nắm tháng vội vã, không ai biết câu chuyện nào là sự thật, câu chuyện nào chỉ là từ một tưởng tượng đẹp. Lai Lisa tò mò, ý anh là, chuyện tình của linh hồn khỉ Hoàng Sơn cũng có thể là sự thật. Trời ơi, đó làm sao có thể? Sở Trần mỉm cười, cho dù tình yêu của linh hồn khỉ Hoàng Sơn là thật hay giả, anh cũng không thể trực tiếp đưa ra kết luận. Tuy nhiên, chưa được bao lâu kể khi linh khí toàn cầu tô phục, có sự kiện chim lạ, kiến đột biến, v.v. và không có gì đáng ngạc nhiên khi trong thời đại võ giả cổ, dưới linh khí của những năm tháng dài, xuất hiện linh hồ khỉ, không có gì lạ. Bọn họ tình cờ đến đây, gặp phải sự sống lại của linh hồn khỉ, đương nhiên cũng phải đi xem. Có điều, việc cấp bách, là đến Vân Các Môn trước. Kể từ khi linh khí toàn cầu tô phục, các võ giả từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu thể hiện ưu thế của mình, rất nhiều môn phái võ giả ngày càng bị nhiều người biết. Khi Sở Trần lên xe, thẳng thừng nói muốn đến Vân Các Môn, tài xế cũng biết, trong quá trình đến Vân Các Môn, tài xế cũng giới thiệu cho Sở Trần các môn phái võ giả khác ở tỉnh An Huy, hắn coi Sở Trần là người muốn đến Vân Các Môn bái sư học nghệ. Từ sân bay đến Vân Các Môn gần 2 tiếng, chiếc xe đến cửa Vân Các Môn dừng lại. Chàng trai, cố lên a. Tài xế rất nhiệt tình, nếu tôi trẻ đi vài chục tuổi, tôi cũng sẽ đến bái sư học nghệ. Sau khi taxi rời đi, ba người họ đứng ở cửa Vân Các Môn, ngẩng đầu nhìn lên. Cửa lớn Vân Các Môn đóng chặt, sảnh chính Vân Các Môn, bao gồm cả trưởng môn Điền Hán Thu, những người cấp cao Vân Các Môn đều đã đến. 30, 40 người ngồi thành hai hàng ghế trong sảnh chính. Ở trung tâm sảnh chính, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt có chút anh tuấn, tóc tai bù xù, có chút chật vật, thân thế bị trói chéo tay, trên người có vài vết kiếm, máu tươi chảy ra. Lý Kiếm Hành, người quả thực khiến lão phu quá thất vọng. Một lão nhân tóc trắng đang chống quải trượng đầu rồng, đầy uy nghiêm, trong tay cầm quải trượng đầu rồng, đập mạnh xuống sàn nhà, tiếng nổ lớn, sàn nhà nứt ra, lão nhân tóc trắng đi về phía người đàn ông trung niên, ngươi là đệ tử tâm đắc nhất của lão phu, còn là một trong năm cao đạo tông sư ở Vân Các Môn, thậm chí, lão phu tin tưởng, trong hoàn cảnh hôm nay, thực lực tổng thể của giới võ giả sẽ được tăng lên vài cấp, tương lai thậm chí ngươi còn có cơ hội trùng kích khí tức cảnh, nhưng ngươi, vì nữ đệ tử, không tiếc phản bội sư môn. Lão nhân tóc trắng không khỏi liên tục đánh quải trượng đầu rồng trong tay xuống mặt đất, có loại cảm giác rèn sắt không thành thép. Ngươi hồ đồ a, người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy trong suốt, trầm giọng mở miệng nói, hồ đồ chính là các người. Vũ Nhi có được kỳ ngộ lớn, vốn là một may mắn lớn của Vân Các Môn, các người muốn ó được thái át kiếm pháp của Vũ Nhi, nhốt Vũ Nhi, kết tội vô cán cớ, các người không chỉ hồ đồ, còn vô sỉ đê tiện. Ầm, quải trượng đầu rồng của lão nhân tóc trắng đánh vào người đàn ông trung niên Lý Kiến Hành, Lý Kiến Hành theo tiếng ngã xuống, máu tràn ra từ khóe miệng. Nhậm Thúc Công, ngài nghỉ ngơi trước đi, không cần phải vì một người phản bội sư môn mà làm to chuyện. Lúc này, một người đàn ông bước ra, ông ta bằng tuổi Lý Kiến Hành, là trưởng lão của Vân Các Môn, Uông Học Tân, chỉ thấy hắn nhanh chân bước ra ngoài, tôi đã sớm nói, hạ vũ có Lý Kiến Hành chống lưng. Mới ung dung như thế, thà chết không muốn giao thái át kiếm thuật ra. Hôm nay nếu đều như vậy, vậy không bằng, dẫn Hà Vũ ra, chấm dứt. Mọi người trong đại sảnh đều gật đầu. Trưởng môn Điền Hán Thu lập tức ra lệnh, rất nhanh, hai người rời khỏi sảnh chính. Thái át kiếm thuật, đó là kiếm thuật nổi tiếng trong giới võ giả hơn 3.000 năm trước. Nếu Hà Vũ có cơ hội này, nên giao kiếm thuật này cho Vân Các Môn. Điền Hán Thu đi về phía Lý Kiến Hành, đáng tiếc. Cô ta hoàn toàn không coi mình là đệ tử của Vân Các Môn, còn bịa ra lý do buồn cười, nói rằng kiếm thuật này là do Sở Đại Hiệp truyền thụ, quả thực nực cười. Lý Kiến Hành, người phí hết tâm tư bồi dưỡng Hạ Vũ, còn cho cô ta đi nước ngoài du học, bây giờ, người lại nuôi một con sói mắt trắng. Cho tới bây giờ, người còn giúp đệ tử tốt của mình. Một người đi du học trở về, lại nói trên đường trở về gặp Sở Đại Hiệp, được Sở Đại Hiệp truyền thụ thái át kiếm thuật,
Sao cô ta không nói trên đường về nhà rơi xuống vách đá, sau đó trong cửa vách đá lấy được đại cơ duyên, vậy độ tin cậy cao hơn bao nhiêu? Sở đại hiệp danh khắp thiên hạ, Hà Vũ làm sao có thể bám vào? Vân Các Môn, mỗi người đều đang chỉ trích Lý Kiếm Hành và Hà Vũ. Rất nhanh, Hà Vũ cũng bị dẫn đến. Khoảnh khắc bước vào sảnh chính, Hà Vũ lập tức nhìn thấy Lý Kiến Hành ngã xuống đất, lập tức kinh ngạc kêu lên, sải bước chạy tới, sư phụ. Hạ Vũ muốn đỡ Lý Kiến Hành dậy, nhưng bị ngăn lại. Lý Kiến Hành tự thả ngươi ra ngoài, phạm phải quy tắc môn phái, hiện tại chỉ là hình phạt nhẹ mà thôi. Lão nhân tóc trắng Nhậm Thiên Sơn lạnh lùng nói, tiếp theo còn có một hình phạt lớn hơn đang chờ hắn. Cơ khuôn mặt Hà Vũ trắng bệch, hình phạt lớn hơn, vậy sẽ là cái gì? Uông Học Tân nói thêm, dựa theo quy tắc của môn, hành động lần này của Lý Kiếm Hành, nên phế võ công, trục xuất khỏi Vân Các Môn. Hà Vũ thân thể mạnh mẽ chấn động, nước mắt rơi như mưa. Cô không ngờ, mình vui vẻ trở về Vân Các Môn, lại được đối xử như thế này. Bây giờ còn làm liên lụy tới sư phụ, thân thể Hạ Vũ run rẩy dữ dội, quỳ xuống đất. Sư Tổ, trưởng môn sư thúc, xin các người, thả sư phụ ra đi, Hà Vũ nguyện thay sư phụ nhân nhận hình phạt. Hà Vũ nức nở nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể tranh được hình phạt sao? Uông Học Tấn hung hăng nói, tội danh mà ngươi gây ra còn nghiêm trọng hơn cả Lý Kiến Hành, ngươi sẽ bị trừng phạt nặng hơn hắn, không chỉ phế võ công, trục xuất khỏi sư ôn, mà còn bị tù chung thân. Thân thể mỏng manh của Hà Vũ run rẩy, ánh mắt nhìn về phía trưởng môn với vẻ khẩn cầu. Điền Hán Thu thở dài, Hà Vũ, thật ra vận mệnh của ngươi nằm trong tay ngươi, ngươi hoàn toàn có cơ hội lấy công chuộc tội. Hà Vũ siết nắm đấm, Thái Át Kiếm Pháp, xét đến cùng. Bọn họ vẫn là muốn đạt được Thái Át Kiếm Pháp. Nhưng, đó là kiếm thuật do Sở Đại Hiệp truyền thụ cho cô, không có sự cho phép của Sở Đại Hiệp, cô làm sao cô có thể công khai Thái Át Kiếm Pháp? Minh Ngoan Bất Linh, lão nhân tóc trắng Nhậm Thiên Sơn cầm quải trượng tỏng tay đập xuống đất, Lâu Phu phế bỏ đệ tử ngươi trước, sau đó mõ y trừng phạt ngươi. Nhậm Thiên Sơn đi về phía Lý Kiếm Hành. Đừng, Hà Vũ hô to, Hà Vũ, Lý Kiến Hành đột nhiên hét lên, đứng lên, thân thể thẳng tắp. Đầu tóc rối bời bị gió thổi lên, khóe miệng có vết máu, không cần thỏa hiệp. Nhớ kỹ lời sự nói, cũng đừng phụ sự tín nhiệm của Sở Đại Hiệp với ngươi, tuyệt học truyền cho ngươi, người khác không tin ngươi, nhưng sư phụ tin, mỗi một câu ngươi nói đều là thật. Hạ Vũ đột nhiên thi triển thân pháp, xông qua, đi tới trước mặt Lý Kiến Hành, sư phụ, những gì con nói đều là sự thật. Lúc này, mọi người trong sảnh chính lại hét lên thanh âm kinh ngạc. Thân pháp vừa rồi Hạ Vũ thi triển. Cũng không đến từ Vân Các Môn, hơn nữa, có thể thấy, đó là một thân pháp vô cùng cao thâm huyền ảo. Sở Đại Hiệp, cũng là Sở Đại Hiệp truyền lại, ánh mắt Uông Học Tân nheo lại, không che giấu được khát vọng. Thân pháp này cộng thêm Thái Át Kiếm Pháp, tuyệt đối có thể nâng cao thực lực của hắn rất nhiều. Hà Vũ hít sâu, gật đầu, vâng, mọi người nở nụ cười. Điền Hán Thu không khỏi giễu cợt, ngươi luôn miệng nói, Sở Đại Hiệp truyền thu cho ngươi võ công tuyệt học. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi liên lạc với Sở Đại Hiệp, ngươi cũng đừng nói, Sở Đại Hiệp truyền cho ngươi thân pháo cùng Thái Át Kiếm thuật sâu sắc như vậy, ngươi thậm chí còn không có phương thức liên lạc với Sở Đại Hiệp. Hà Vũ lắc đầu, tôi thật sự không có phương thức liên lạc với Sở Đại Hiệp. Nhậm Thiên Sơn khịt mũi lạnh lùng, sự kiên nhẫn của Lão Phu đã cạn kiệt rồi, ta cho ngươi thời gian một phút, sau một phút, nếu ngươi một mực không chịu giác ngộ, Lão Phu liền chấp hành quy định của môn. Hạ Vũ đứng trước mặt Lý Kiến Hành. Lý Kiến Hành tiến lên trước một bước, bảo vệ Hà Vũ. Bỗng nhiên, phá lên cười. Trong lòng ta, Vân Các Môn, là nhà ta. Lý Kiến Hình chậm rãi nói, nhưng mà, các ngươi, từng người một, khiến ta cảm thấy hố thẹn cho Vân Các Môn. Các ngươi không phải luôn miệng nói, hai thầy trò chúng ta vi phạm quy định của môn sao? Ta không cần ngươi trừng phạt, ta hiện tại tuyên bố, ta và Vũ Nhi, sẽ rút khỏi Vân Các Môn. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn là đệ tử Vân Các Môn nữa. Sắc mặt Nhậm Thiên Sơn thay đổi, lập tức tức giận, ngươi muốn chết. Nhậm Thúc Công, không cần ngài ra tay. Uông Học Tân rút kiếm ra, thanh kiếm chĩa về phía Lý Kiến Hành, khóe miệng cười nhạt. Hắn và Lý Kiến Hành là đệ tử cùng thế hệ, nhưng năng lực thiên phú của Lý Kiến Hành luôn nghiền ép hắn. Sông Học Tân đối với Lý Kiếm Hành đã sớm mang lòng đố kỵ. Hôm nay có cơ hội. Uông Học Tân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lưỡi kiếm đâm thẳng vào Lý Kiến Hành. Trong tốc độ ánh sáng, một đạo thân ảnh bước vào sảnh chính, trong nháy mắt đột nhiên như tia chớp xuất hiện trước mặt Uông Học Tân. Giữa lúc giơ tay lên,
ngón trỏ và ngón giữa bắt được lưỡi kiếm của Uông Học Tân, lạnh lùng liếc mắt, Uông Học Tân lập tức cảm thấy thế giới đang quay cuồng, thân thể lui về phía sau, một ngụm máu phun ra, hắn ngã xuống đất. Tất cả mọi người trong Vân Các Môn đứng lên, đồng thời rút kiếm ra, nhìn chằm chằm vị khách không mời. Hà Vũ nhìn bóng lưng này, trong lòng chấn động mạnh mẽ, kích động không thôi. Hắn đến rồi, Hà Vũ có cảm giác như đang nằm mơ. Trưởng môn Vân Các Môn Điền Hán Thu, cau mày, nhìn chằm chằm vào người đến, ngươi là ai? Sở Trần ném thanh kiếm sắc bén trên đầu ngón tay ra, trước khi thanh kiếm sắc bén chạm đất, trực tiếp vỡ thành mấy khúc. Kiếm pháp thô như thế, khó trách các ngươi ngấp nghé thái át kiếm pháp của ta. Sở Trần nhẹ miệng mở miệng, khí thế đột nhiên bộc phát, Vân Các Môn uy phong thật lớn, thậm chí ngay cả Sở Trần ta cũng không để vào mắt. Sảnh chính Vân Các Môn rơi vào im lặng, vài thanh kiếm bị chém đứt rơi xuống đất, kêu vang, nhưng mọi người vẫn bất động, nhìn chằm chằm vào bóng người đột nhiên xuất hiện. Sở Nhất Trâm, Sở Đại Hiệp, Sở Trần, hắn làm sao lại tới? Vân Các Môn, làm sao dám không đặt Sở Đại Hiệp vào trong mắt, chỉ là, trong ý thức của bọn họ, Sở Đại Hiệp cách bọn họ quá xa, bọn họ cán bản sẽ không bao giờ nghĩ tới sẽ có thể giao tiếp với Sở Đại Hiệp. Nhưng bây giờ, Sở Đại Hiệp, từ trên trời giáng xuống. Điều này có nghĩa là những gì Hà Vũ nói là sự thật. Sắc mặt Điền Hán Thu và những người khác tái nhợt, ngoài cửa lớn, Lai Ly Gia vội vàng chạy vào, chạy đến trước mặt Hà Vũ, liếc nhìn Hà Vũ từ trên xuống, thở phào nhẹ nhõm, cậu không sao thì tốt rồi, Sở Đại Hiệp ở đây, không sao rồi. Không sao rồi, sự xuất hiện của Sở Trần đại diện cho vấn đề được giải quyết. Trong sảnh chính của Vân Các Môn, tất cả mọi người đều không dám thở phào. Sở Đại Hiệp, đây là sư phụ tôi, Hà Vũ vội vã giới thiệu, vết thương của Lý Kiến Hành không nhẹ, nhưng lúc này hắn vẫn chịu đựng đau đớn. Cúi đầu về phía Sở Trần tại hạ Lý Kiến Hành. Lý tiền bối, một tiếng xưng hô của Sở Trần khiến Lý Kiến Hành được sủng ái mà lo sợ. Sở Trần cũng có thể nhìn ra, trong toàn bộ Vân Các Môn, chỉ có Lý Kiến Hành đang giúp Hà Vũ. Nếu ta không đến, các ngươi muốn xử lý sư đồ Hà Vũ như thế nào? Sở Trần thản nhiên hỏi. Không ai dám trả lời. Lão nhân tóc trắng Nhậm Thiên Sơn đang chống đỡ, cơ thể bằng quải trượng đầu rồng trên tay. Hà Vũ. Sở Trần nhìn Hạ Vũ, cô nói đi. Khuôn mặt Hà Vũ biến ảo một chút. Không cần lo lắng, nói thật. Sở Trần nói, Hà Vũ hít sâu một hơi, bọn họ muốn trục xuất sư phụ tôi ra khỏi Vân Các Môn, mà tôi, không chỉ bị trục xuất khỏi Vân Các Môn, mà còn bị giam cầm mãi mãi, trừ khi tôi giao thái át kiếm thuật ra. Ánh mắt Sở Trần nheo lại, Lai Ly Gia nắm lấy tay Hà Vũ, hừ một tiếng, Hà Vũ, sư môn như vậy, không cần cũng được. Ánh mắt Hà Vũ nhìn Lý Kiến Hành. Cô biết, sư phụ là cô nhi, từ nhỏ đã coi Vân Các Môn là nhà mình. Nhưng lần này, Vân Các Môn đã triệt để làm tan nát trái tim sư phụ. Vì một môn kiếm pháp, có thể làm đến nước này. Sở Trần thở dài, liếc nhìn những người có mặt xung quanh, ta không làm khó các ngươi, tất cả đều phế bỏ võ công, rời khỏi Vân Các Môn đi. Khi Sở Trần nói sẽ không làm khó bọn họ, Điền Hán Thu thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu cuối cùng lại trực tiếp khiến sắc mặt bọn họ thay đổi rất nhiều. Tự phế võ công, rời khỏi Vân Các Môn. Đây chính là hình phạt mà bọn họ muốn làm với Hà Vũ và Lý Kiếm Hành. Nhưng bây giờ, Sở Trần dùng gậy ông đập lưng ông. Cái này còn kêu không làm khó sao. Tay chống quải trượng của Nhậm Thiên Sơn hơi run rẩy. Nửa hồi, trưởng môn Vân Các Môn Điền Hán Thu hít sâu, nói, Sở Đại Hạ, xin giơ cao đánh khẽ. Sở Trần thở dài, các ngươi đối với Hà Vũ có giơ cao đánh khẽ không? Ánh mắt Sở Trần đột nhiên trở nên lạnh lẽo, quét qua mọi người, nếu ai không nó, phế võ công của mình, ta có thể làm thay. Tống Nhan không vào, vẫn đang đợi ở bên ngoài. Sở Trần không muốn lãng phí thời gian ở đây. Bỗng nhiên, Sở Trần khoát tay, một cây kim bạc bay ra. Theo hướng cửa, một bóng người theo tiếng mà ngã xuống. Có người muốn thừa dịp Sở Trần không chú ý. Lén chạy ra ngoài. Thanh âm thống khổ vọng lại. Chuyện của Hà Vũ, là thất trách của người trưởng môn tôi. Điền Hán Thu đứng lên, tôi nguyện ý chịu trách nhiệm, tự phế công phu. Nói xong, Điền Hán Thu vỗ một trưởng lên ngực hắn. Một ngụm máu phun ra. Điền Hán Thu dường như già hơn rất nhiều tuổi, lảo đảo lùi lại vài bước, ngồi xuống ghế. Còn các ngươi, Sở Trần nhìn những người khác. Điền Hán Thu ngẩng đầu lên, ngươi, ánh mắt Sở Trần rơi vào trên người Nhậm Thiên Sơn, lão nhân gia, tuổi già như vậy, vẫn còn si mê kiếm thuật, nên về nhà an dưỡng tuổi già rồi.
Nhậm Thiên Sơn chống quải trượng, thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn Lý Kiến Hành, "Kiến Hành, nể tình sư phụ khổ cực nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, còn truyền thụ võ công cho ngươi, người muốn phế công phu của ông là tôi." Sở Trần nhàn nhạt nói, "Không liên quan đến người khác." Ánh mắt Lý Kiến Hành cũng rơi vào trên người Nhậm Thiên Sơn, vẻ mặt phức tạp, nhưng khi nhìn thấy Hà Vũ, nghĩ đến chuyện xảy ra với Hà Vũ, Lý Kiến Hành cũng không nói gì thêm. Nếu Sở Trần không đến, hôm nay bị phế võ công, chính là hắn và Hà Vũ. Vẻ mặt Nhậm Thiên Sơn lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn Sở Trần, hắn muốn liều mạng, nhưng cũng ý thức được khoảng cách thực lực giữa mình và Sở Trần. Một lúc sau, Nhậm Thiên Sơn ném quải trượng đầu rồng trong tay ra, đồng thời một chưởng đánh vào mình. Rất nhanh, sảnh chính Vân Các Môn, hơn 30 người, từng người nhịn đau tự phế võ công. Người đàn ông muốn chạy trốn vẫn nằm trên mặt đất kêu rên, nhắc nhở bọn họ, phản kháng hoặc muốn chạy, đều không có tác dụng. Trước mặt bọn họ là Sở Đại Hiệp. Giờ phút này, các cấp cao của Vân Các Môn đều hối hận phát điên rồi. Bọn họ vốn có thể có vì quan hệ của Hà Vũ và nhờ vả chút quan hệ với Sở Trần, nhưng bởi vì tham lam, thậm chí đố kỵ với cuộc gặp gỡ của Hà Vũ, ép Hà Vũ phải giao ra Thái Át kiếm pháp, kết quả bị Sở Đại Hiệp tìm tới cửa. Vân Các Môn, kết thúc rồi. Điền Hán Thu vô lực ngồi trên ghế, lầm bầm tự nói. Mặc dù Vân Các Môn không phải là một môn phái võ thuật lớn, nhưng trong môn phái có hơn 300 đệ tử, có thể nói đây là một môn phái lớn ở vùng lân cận. Trong hoàn cảnh hôm nay, Vân Các Môn đã làm được rất nhiều, nhưng bây giờ, mọi thứ đã trở thành bong bóng. Vân Các Môn chưa xong, chỉ là các ngươi xong mà thôi. Sở Trần nhẹ giọng nói, từ giờ trở đi, trong vòng nửa canh giờ, tất cả rời khỏi Vân Các Môn, Lý Tiền Bối, sau khi bọn họ rời khỏi Vân Các Môn, ngài sẽ là môn chủ mới của Vân Các Môn. Lý Kiến Hành sững sờ. Sở Trần mỉm cười, Vân Các Môn là nhà của ngài, tôi hy vọng, ngài có thể chăm sóc tốt nhà của mình, tôi cũng mong chờ ngày, Vân Các Môn có thể trở thành nhân tài kiệt xuất môn phái võ giả Giang Nam. Thân thể Lý Kiến Hành khẽ run lên. Một bên, ánh mắt Lai Ly Gia nhìn Sở Trần với vẻ ngưỡng mộ. Cô đi theo Hà Vũ đến Vân Các Môn, nhìn thấy sự độc tài của người trong môn phái này. Lai Ly Gia tuyệt vọng, theo cô thấy, những người Vân Các Môn này, nhất định chính là lang sói, hung thần ác sát. Nhưng mà, Sở Trần đến, vài ba câu, trong lúc giở tay nhấc chân, quyết định số mạng của những người này. Đối phương ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đây mới là thực lực thật sự. Sở Trần nhìn Hà Vũ, thân pháp cùng Thái Át kiếm thuật tôi truyền thụ cho cô, là hoàn toàn thuộc về võ công tuyệt học của cô, nếu cô muốn truyền thụ ra ngoài, đều tùy ý cô. Lời vừa dứt, những người đã bị phế võ công trong lòng đều khóc thầm. Bọn họ vốn có cơ hội, tiến tới cảnh giới võ đạo cao hơn. Nhưng hiện tại, bọn họ ngay cả người thường cũng không bằng rồi. Điền Hán Thu mặt xám như cho tàn, Uông Học Tấn người lúc trước luôn ầm ĩ kịch liệt. Bây giờ đang núp sau đám người bị tự phế võ công. Hắn vốn không bằng Lý Kiến Hành, từ hôm nay trở đi, vận mệnh của hắn và Lý Kiến Hành càng khác đi. Ánh mắt Uông Học Tân lộ ra hào quang thù hận. Trong lòng Uông Học Tân cũng biết rất rõ, về mặt thực lực, cho dù hắn tự phế võ công, kiếp này hắn cũng không thể tìm Sở Trần trả thù. Đời này của hắn, xem như là bị hủy rồi. Nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy rời khỏi Vân Các Môn. Hắn càng thêm không cam lòng trơ mắt nhìn Lý Kiến Hành từ đỏ về sau, thuận buồm xuôi gió, ý khí phong phát. Sông Học Tấn nhìn Lý Kiến Hành, lại liếc nhìn Sở Trần, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Hà Vũ, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ, Sở Trần, người hủy diệt tất cả Vấp Các Môn, tôi sẽ không để ngươi sống tốt. Uông Học Tân ở trong đám người, lặng lẽ lấy điện thoại ra, điều chỉnh góc độ rồi chụp vài tấm ảnh. Một câu chuyện đã nảy sinh trong đầu hắn. Hắn muốn lợi dụng sức mạnh của dư luận, hủy hoại thanh danh của Sở Trần. Người đàn ông đã có vợ, Sở Nhất Trâm Sở Đại Hiệp, lại vì một cô gái trẻ, đại náo Vân Các Môn, áp chế bằng quyền lực, bắt nạt kẻ yếu, và người của Vân Các Môn tự phế võ công. Đồng thời, giữa cô gái trẻ và sư phụ cô Lý Kiếm Hành, còn có chuyện không muốn ai biết. Khóe miệng Uông Học Tân lạnh lùng nhếch lên. Hắn tin, chỉ cần mình châm ngòi cho làn gió dư luận, chắc chắn sẽ gây ra một cơn bão. Càng là nhân vật cao cao tại thượng, càng là quan tâm danh tiếng của mình, cách duy nhất mà Uông Học Tân có thể nghĩ đến chính là bồi xấu danh tiếng của Sở Trần. Sau khi bí mật chụp ảnh liên tục, Uông Học Tân cầm chặt điện thoại trong tay. Sở Trần không lựa chọn ở lại Vân Các Môn, Tống Yến vẫn đang chờ ở bên ngoài để cùng anh đến Hoàng Sơn tham gia náo nhiệt. Khi đám người Điền Hán Thu lần lượt rời khỏi đại sảnh,
cổ tay Sở Trần đột nhiên búng ra. Vài tia sáng kim bạc phát ra, trong đám đông, có một tiếng la hét, MU bàn tay Uông Học Tân bị đâm thủng, kim bạc nối lòng bàn tay hắn với điện thoại, ngay cả điện thoại cũng trực tiếp bị xuyên thủng. Con đau khiến Uông Học Tân trực tiếp ngã xuống đất lăn lộn. Tiếng kêu chói tai, càng khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Rất nhiều ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Uông Học Tân, bọn họ không biết tại sao Sở Trần lại đột nhiên ra tay với Uông Học Tân. Sở Trần không giải thích, chỉ nhẹ giọng nói, ta đã nói, không làm khó các ngươi, hy vọng sau khi các ngươi rời khỏi đây, sẽ không ôm tâm tư khác, nếu có, ta cũng hoan nghênh. Mọi người hiểu, khẳng định là Uông Học Tân làm cái gì mờ ám, bị Sở Đại Hiệp chú ý. Rất nhiều người đều may mắn mình nhận bại. Có người cũng lo lắng Sở Trần sẽ làm khó dễ lần nữa, gần như lập bò rời khỏi đại sảnh Vân Các Môn. Hà Vũ và Lý Kiến Hành mời Sở Trần ở lại chiêu đãi, nhưng Sở Trần từ chối, sau đó sải bước rời Vân Các Môn. Cổng Vân Các Môn, sau khi Tống Nhan thấy Sở Trần đi ra, mắt nhìn thời gian, hơi ngạc nhiên, thời gian mới 10 phút, đã giải quyết xong rồi. Sở Trần mỉm cười, một cái nhấc tay mà thôi, đi thôi, chúng ta đi đến đỉnh Sư Tử Hoàng Sơn xem khỉ đá. Tin tức khỉ đá sống lại đang lan truyền, so với cuộc nội loạn ở Vân Các Môn, Sở Trần hiển nhiên cảm thấy hứng thú với khỉ đá Hoàng Sơn hơn. Hai người dắt tay rời đi. Hoàng Sơn, do lượng khách du lịch đột nhiên táng, quan chức Hoàng Sơn đã thực hiện các biện pháp hạn chế giao thông khẩn cấp, khiến một lượng lớn khách du lịch bị mắc kẹt trước cổng danh lam thắng cảnh, thanh âm oán giận liên tiếp, nhiều người đã cố gắng hết sức đế vào Hoàng Sơn qua nhiều kênh khác nhau, thậm chí một số người gây ồn ào ở cổng của danh lam thắng cảnh. Cảnh tượng một lần không khống chế được. Khi vợ chồng Sở Trần đến, khi nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt, cũng sững sờ. Các du khách cũng quá điên cuồng a. Tống Nhan cảm thấy có chút kinh hãi, nắm chặt tay Sở Trần, chúng ta làm sao có thể vào. Sở Trần liếc mắt nhìn lên, vị trí họ đang ở bây giờ cách cổng của danh lam thắng cảnh 100 mét. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là đầu người đen nghẹt, thật khó để chen vào, trừ khi bay qua. Khoảng cách này, cho dù dẫn theo Tống Nhan, Sở Trần cũng có thể dễ dàng làm được, nhưng như vậy thì quá chấn động. Còn có một cách khác, chỉ cần có thể liên lạc với người phụ trách danh lam thắng cảnh, để lộ thân phận, quan viên của danh lam thắng cảnh sẽ lập tức sắp xếp cho Sở Trần lên núi. Ngay lúc Sở Chu Trần đang do dự không biết nên lên núi như thế nào, đột nhiên, một thanh âm kinh hô từ bên cạnh truyền đến, tràn đầy vui mừng và hưng phấn hét lên, Sở Đại Hiệp. Lập tức, rất nhiều ánh mắt xung quanh đều tập trung vào bên này. Sở Trần muốn né tránh cũng không kịp rồi. Thật sự là Sở Đại Hiệp. Sở Nhất Trâm, cô gái bên cạnh Sở Đại Hiệp thật đẹp à. Đây không phải là thần tiên quyến lũ, sao? Khuôn mặt Tống Nhan hơi hồng hào. Sở Trần thấy không thể tránh, cho nên chỉ có thể thoải mái vẫy tay với mọi người, đáp lại mọi người. Lúc này, trong đám đông có người hô to, Sở Đại Hạ đến là vì sự sống lại của khỉ đá. Chúng ta không vào Hoàng Sơn được cũng không sao, cũng không thể Sở Đại Hiệp không vào được a. Trong trận chiến Sở Đại Hiệp bảo vệ biên giới, tôi đã xem video qua nhiều kênh, thực sự quá chấn động. Không chút khách khí nói, chỉ cần Sở Đại Hiệp vung tay lên, những người có mặt sẽ trực tiếp ngã xuống đất như đàn chim lạ. Hy vọng Sở Đại Hiệp có thể mau sớm điều tra rõ chân tướng khỉ đá sống lại. Trước Sở Chu Trần, rất nhanh liền xuất hiện một con đường. Lối đi được đám đông tản ra không rộng lắm, nhưng Sở Trần và Tống Nhan có thể dễ dàng đi qua. Sở Trần ngơ ngẩn, đôi mắt Tống Nhan cũng mở to một chút, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một chút khó tin. Người ở chỗ này đều muốn tiến vào Hoàng Sơn. Bọn họ chen chúc, đều muốn đi về phía trước, hy vọng có thể trở thành nhóm khách du lịch tiếp theo tiến vào Hoàng Sơn. Nhưng khi Sở Trần xuất hiện, bọn họ lại không hẹn mà cùng nhường đường, điều này đủ để thể hiện địa vị của Sở Trần Sở Đại Hạ trong lòng người bình thường. Hết sức quan trọng, danh vọng của Sở Trần rất cao, ngay cả chính anh cũng thật không ngờ. Một lúc sau, Sở Trần lấy lại tinh thần, nắm lấy tay Tống Nhan, vừa đi về phía trước vừa cảm ơn. Đám đông phía trước tiếp tục dồn về hai phía, có người phát ra tiếng hô, xảy ra chuyện gì vậy mọi người? Tránh ra, Sở Đại Hiệp đến rồi. Cho dù Sở Đại Hiệp đến, cũng không thể chen vào a. Không ngờ. Mặc dù không thể đi lên Hoàng Sơn nhưng lại có thể nhìn thấy mặt thật của Sở Đại Hiệp dưới chân núi Hoàng Sơn. Sở Trần nắm lấy tay Tống Nhan, đi tới cổng danh lam thắng cảnh. Người phụ trách danh lam thắng cảnh nghe được tin tức, liền đến trước mặt Sở Trần. Hiện tại phía trên là tình hình gì? Sở Trần hỏi, người phụ trách danh lam thắng cảnh đổ mồ hôi đầm đìa,
trông khá bất lực, cũng mang theo lo lắng, đầy ắp cả người. Người tới thực sự quá nhiều, vạn một xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng phụ trách không dậy nổi. Sở Trần đến mang đến hy vọng cho người phụ trách danh lam thắng cảnh. Hy vọng Sở Trần có thể phá giải bí mật về sự sống lại của khỉ đá, khôi phục trật tự của khu danh lam thắng cảnh Hoàng Son càng sớm càng tốt. Sở Trần không hỏi nhiều, sau khi tiến vào danh lam thắng cảnh, liền đi thẳng đến đỉnh sư tử. Quái lạ, vì sao trên đỉnh sư tử không phải là sư tử, mà là khỉ? Sở Trần hỏi Tống Nhan. Tống Nhan, lời này, cô không có cách nào trả lời. Trên đường lên núi, Sở Trần hồi tưởng lại truyền thuyết khỉ đá từ miệng một người phụ trách khu danh lam thắng cảnh phái tới. Theo truyền thuyết, có một lão viên ngoại ở thôn Tiên Nguyên, huyện Thái Bình tên là Thịnh Phú Quý, có con gái tên là Minh Châu, thông minh xinh đẹp. Có một đỉnh núi cách thôn Tiên Nguyên không xa, trên đỉnh núi có một cái động, bên trong có một linh hầu. Sau đó linh hầu biến thành người, tự xưng là Trương Tuân Vũ, đề nghị kết thông gia với lão viên ngoại. Vào đêm kết hôn, linh hầu say rượu, bị Minh Châu phát hiện thân phận, Minh Châu bỏ trốn. Linh hầu tìm Minh Châu không có kết quả, chỉ có thế ngày đêm đứng ở đỉnh núi, nhìn về hướng huyện Thái Bình, hy vọng Minh Châu có thể hồi tâm chuyển ý. Đây là chuyện linh hầu trông Thái Bình. Tống Nhan thở dài, Thái Bình, nhưng cũng có nghĩa là Thái Bình trong thời đại hưng thịnh. Người phụ trách danh lam thắng cảnh là một người phụ nữ trung niên, Dương Quế Liên, lúc này, Dương Quế Liên vội vàng nói, cô Tống nói đúng. Dương Quế Liên đi theo bên cạnh hai người, ban đầu có chút thấp thỏm, dù sao Sở Đại Hạ cũng nổi tiếng, nhưng dọc đường nói chuyện, Dương Quế Liên dần dần thả lỏng, nói nhiều hơn, nói đến đây, sự sống lại của khỉ đá thật sự có chút hư ảo, ngoại trừ đoạn video do khách du lịch quay lúc đầu, không có bằng chứng nào chỉ ra sự sống lại của khỉ đá, hiện tại chuyên gia đã can dự vào, điều tra phân tích sơ bộ, rất có thể đó là một trò đùa của một số khách du lịch, một video tổng hợp. Sở Trần ngẩng đầu đảo qua, khắp nơi đều là đoàn người. Nếu như trước khi linh khí tô phục, hầu hết mọi người đương nhiên sẽ chế giễu cái gọi là sự sống lại của khí đá, hoàn toàn không tin, nhưng gần đây, đã có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra trên khắp đất nước, lại thêm video làm bằng chứng, mới thu hút rất nhiều người. Về phần tính xác thực của video, Sở Trần cảm thấy nhiều khả năng là thật. Không có lửa làm sao có khói. Vị trí của khỉ đá nằm trên đỉnh sư tử. Lấy khỉ đá làm trung tâm, khu vực xung quanh đã bị phong tỏa, nghiêm cấm khách bình thường vào. Tuy nhiên, du khách vẫn có thể ngắm nhìn khỉ đá từ xa từ nhiều góc độ khác nhau. Sở Trần đi hết con đường không bị cản trở, đi đến bên cạnh khỉ đá. Ánh mắt Tống Nhan rơi vào trên thân khỉ đá, mơ hồ có chút thất thần, dọc theo đường đi, tất cả những gì cô nghe được bên tai đều là chuyện về linh hầu ngắm Thái Bình. Khi cô thật sự nhìn thấy khỉ đá, trong lòng Tống Nhan vô cùng kích động. Nếu truyền thuyết là sự thật, nếu linh hầu cuối cùng chờ được Minh Châu, thì tốt biết bao. Tống Nhan đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khỉ đá. Trong lòng bàn tay cô có cảm giác lạnh lẽo, nhưng vào lúc này, tinh thần của Tống Nhan có chút ngẩn ngơ, cô phảng phất có cảm giác khỉ đá trước mặt là thật. Dương Quế Liên ngẩng đầu lên, đột nhiên che miệng, lùi lại mấy bước, hai mắt mở to, bà chỉ lên trên, giọng run rẩy một hồi, khỉ đá khóc rồi. Ngoài Sở Trần, còn có chuyên gia do chính phủ phái tới, lúc này tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Đều kinh ngạc, chỗ mắt khỉ đá, thực sự có những giọt nước mắt rơi xuống, tiếng kinh hô liên tiếp. Đám người xa xa, cũng có người hét lớn. Trong khi bọn họ đang quan sát, nhiều người trong số bọn họ đang cầm ống nhòm. Khỉ đá rơi lệ rồi. Trời a, lẽ nào khỉ đá sống lại là thật sao? Ngay khi Sở Đại Hiệp đến, khỉ đá liền khóc. Nó có phải là có gì muốn nhờ Sở Đại Hiệp giúp đỡ sao? Đoàn người rối loạn tưng bừng. Lúc này, mưa phùn bắt đầu rơi xuống. Mọi người ngạc nhiên, lập tức, có người mở miệng, mọi người quá nhạy cảm, khỉ đá rơi lệ cái gì, rõ ràng trời đang mưa, vừa lúc rơi vào khỉ đá mà thôi. Hóa ra là trùng hợp, cỏ người mang ô ra. Sở Trần cầm ô, đứng bên cạnh Tống Nhan. Bà xã, em thấy thế nào? Sở Trần hỏi, Tống Nhan trần chờ một chút. Trước khi nhìn thấy khỉ đá, cô cảm thấy câu chuyện về khả đá ngắm Thái Bình là do con người tạo ra, nhưng khi cô thực sự nhìn thấy khỉ đá, Tống Nhan lại có cảm giác linh hồn rung động, trong lòng nhận thấy, đây, có lẽ, là sự thật. Đặc biệt, khi vừa vuốt ve khỉ đá, nhìn thấy hai dòng nước mắt mà khỉ đá để lại. Tống Nhan nói ra suy nghĩ của mình, Sở Trần nhìn khỉ đá, mưa càng lúc càng lớn, không ít du khách đều vội vội vàng vàng xuống núi, cũng có người đội mưa dừng chân.
tin tưởng vững chắc có thể thấy khỉ đá đứng lên, đặc biệt là thời điểm vừa mới khóc. Có người nói là trời mưa, có người khẳng định đỏ là khỉ đá rơi nước mắt. Nghỉ ngơi trước đi, Sở Trần cầm ô, cùng Tống Nhan đi tới một lương đình trên đỉnh núi. Tống Nhan có chút kỳ quái nhìn Sở Trần, sao anh không có đánh giá gì về khỉ đá? Sở Trần khẽ mỉm cười, bởi vì trong lòng anh hiểu rõ. Tống Nhan giật mình, mắt mang theo nghi vấn trông coi Sở Trần. Khỉ đá quả thật không đơn giản. Sở Trần nói, anh cảm nhận được khí tức tương tự như hai phiến đá từ trên người khỉ đá. Chỉ là xung quanh có quá nhiều người, Sở Trần không tiện điều tra, hơn nữa khỉ đá ngắm Thái Bình là biểu tượng của Hoàng Sơn. Sở Trần không thể giống như ở núi Lang Cư Tư trực tiếp đập vỡ tế đàn, lấy phiến đá ra. Sở Trần nghi ngờ trên người khỉ đá có phiến đá tương tự. Đầu tiên là phiến đa hồng thần, sau đỏ là phiến đá tướng quân, bây giờ là phiến đá khỉ đá xuất hiện. Sở Trần càng ngày càng tò mò vì sao cường giả thời đại võ giả cổ lại để lại phiến đá như vậy, phiến đá thần bí quỷ dị này có tác dụng gì. Mặc dù mỗi lần nguyên thần tiến vào phiến đá, Sở Trần đều được tôi luyện. Nguyên thần càng ngày càng mạnh, nhưng Sở Trần luôn cảm thấy tác dụng của phiến đá không chỉ có như vậy. Về chuyện phiến đá, Tống Nhan không hiểu, cho nên Sở Trần đương nhiên không nói nhiều. Chỉ là, phải tìm cái lý do, đêm nay ở lại Hoàng Sơn. Khi Sở Trần đề nghị Dương Quế Liên, người phụ trách danh lam thắng cảnh, ở lại qua đêm tại Hoàng Sơn, Dương Quế Liên đã đồng ý không chút do dự. Đối với khu thắng cảnh Hoàng Sơn, sự xuất hiện của Sở Trần không thể nghi ngờ là một điều may mắn. Bọn họ cũng hy vọng rằng sự hồi sinh của khỉ đá sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt. Trận mưa này làm loãng bầu không khí sôi động của đỉnh sư từ Hoàng Sơn đi rất nhiều, mưa kéo dài 2 tiếng, rất nhiều người đã xuống núi, khi mưa tạnh thì trời đã chạng vạng tối. Sắc trời dần dần tối, màn đêm buông xuống, Sở Trần và Tống Nhan nắm tay nhau bước ra khỏi phòng. Không khí sau cơn mưa quá tốt, đặc biệt là ở vùng núi, nhất là ở trên núi. Sở Trần nói, đi thôi. Chúng ta đi xem khỉ đá. Đỉnh sư tử, khi nhóm chuyên gia còn đang nghiên cứu, các nhân viên bảo vệ cách đó không xa đã bất chấp mưa dầm để duy trì trật tự. Có điều hiện tại không có khách du lịch trên núi, rất nhiều nhân viên bảo vệ ngồi trên mặt đất thành 2-3 người. Khi thấy Sở Trần đến, ánh mắt sáng lên, đứng dậy. Các vị, có phát hiện gì không? Sở Trần hỏi, một chuyên gia lắc đầu, cái gọi là sự sống lại của khỉ đá đơn giản là lời nói vô căn cứ. Chúng tôi đã điều tra cả một ngày. Từ trên người khỉ đá chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Ánh mắt Sở Trần nhìn thời gian, đột nhiên duỗi tay ra. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào, hình ảnh trước mắt Sở Trần trực tiếp thay đổi, thời điểm lòng bàn tay chạm vào khỉ đá, nguyên thủy của Sở Trần đã xâm nhập vào rồi. Anh cảm nhận được một khí tức tương tự như hai phiến đá trước đó từ trên người khỉ đá, thời điểm nguyên thủy xâm nhập vào trong cơ thể khỉ đá, một vùng núi rộng lớn xuất hiện trước mắt Sở Trần. Phía trên núi sương mù bao phủ, ánh sáng dài, hào quang giữa trời đất tràn ngập, có thể nói là nhân gian tiên cảnh. Cái này thậm chí còn dày đặc hơn khí tức trời đất của 10 vạn đại sơn nhìn từ phiến đá hồng thần. Sở Trần thầm thở dài, chẳng trách cường giả trong thời đại võ giả cổ lại như mây, cổ võ ván minh rực rỡ, dưới khí tức trời đất bao vây như vậy, cho dù thiên phú kém, trên con đường võ giả cũng có thể một đường vượt mọi chông gai, đột phá về phía trước. Nguyên thủy của Sở Trần dường như bị một loại lực kéo nào đó, xuyên qua núi, đi tới một hang đá. Sở Thần thấy trong động đá có một con khỉ đang lười biếng nằm trên tảng đá trong động đá. Một chùm ánh sáng chiếu thẳng vào người anh, con khỉ nằm dưới sự bao trùm của linh khí. Lúc này, Sở Trần không khỏi cảm khái, nơi như vậy mạnh hơn linh khí của động tiên hiện tại gấp mấy lần. Sở Trần nghĩ đến câu chuyện trong truyền thuyết. Linh hầu đã tu luyện trong hang đá của đỉnh sư tử ở Hoàng Sơn trong 3.600 năm, cuối cùng được tu luyện đến một cảnh giới nhất định, trước khi xuống núi dùng tên Dập Trương Tuấn Võ, gặp Minh Châu, chùm ánh sáng bao phủ con khỉ là linh khí giữa trời và đất, dày đặc đến một mức độ nhất định, sẽ hiển thị ánh sáng. Thời gian một ngày lại một ngày mà đi qua, nguyên thủy của Sở Trần dường như đang trải qua cuộc sống của một con khỉ. Ngoài việc mỗi ngày án và bài tiết, khỉ đều nằm trên đá. Nhận rửa tội bằng linh khí trời đất. Lúc này, nó chỉ là một con khỉ bình thường, sinh ra đã không có trí thông minh, chỉ đơn giản là cảm nhận được ánh sáng khiến nó cảm thấy rất thoải mái. Thời gian xuyên qua, nắm tháng như thoi đưa, thế sự xoay vần, số lượng khỉ trên đỉnh núi này đã tăng lên, linh hầu đã được rửa tội bỏ y linh khí đã trỏ, thành vua bầy khỉ, được nhiều người ủng hộ linh hầu đã kết bạn rất nhiều với yêu tộc,
cũng đắc tội không ít kẻ thù. Nguyên thần của Sở Trần nhìn thấy trường thọ của linh hầu. So với trúng kích và tiêu hao của phiến đá hồng thần và phiến đá tướng quân trên nguyên thần, thế giới nội tâm của khí đá đối với Sở Trần ôn hòa thân mật hơn rất nhiều, dường như đang chậm rãi kể cho Sở Trần nghe một câu chuyện thuộc về nỏ, đỉnh sư tử. Bóng đêm dần dần sâu, gió trên đỉnh núi rất mạnh, nhóm chuyên gia mặc quần áo dày, ánh mắt nhìn quần áo tương đối mỏng của Tống Nhan, bọn họ không khỏi lo lắng, đương nhiên, điều bọn họ lo lắng nhất bây giờ là Sở Đại Hiệp. Sở Đại Hiệp đặt tay lên khỉ đá, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, không nhúc nhích, đã 3 tiếng đồng hồ. Trong quá trình này, sắc mặt và biểu cảm của Sở Đại Hiệp hơi biến ảo, khiến mọi người có cảm giác Sở Đại Hiệp dường như đang trải qua điều gì đó. Các chuyên gia nhìn nhau, không biết là xảy ra chuyện gì. Đây rõ ràng chỉ là một hòn đá, chẳng lẽ bên trong có càn khôn. Nhưng, chúng tôi cũng thử qua, không cảm giác được bất cứ điều đặc biệt gì. Sở Đại Hiệp không phải là người bình thường, ngay cả người phụ nữ bên cạnh cũng không đơn giản. Anh xem nhiệt độ trên đỉnh núi bây giờ, chúng ta đều mặc áo choàng bông. Người phụ nữ của Sở Đại Hiệp vẫn là quần áo mỏng, nhưng cảm thấy cô ấy không thấy lạnh chút nào. Tống Nhan đứng bên cạnh Sở Trần. Cô biết một chút về bí mật của Sở Trần, chuyện của hai phiến đá. Sở Trần đã đề cập với cô, buổi chiều khi trở về phòng, Sở Trần cũng nói với Tống Nhan, anh cảm thấy trên người khỉ đá sẽ có một bức tranh tương tự xuất hiện. Chỉ là Tống Nhan không ngờ, thời gian để nguyên thần Sở Trần tiến vào khỉ đá lần này lại dài như vậy. Tuy nhiên, thân thể Sở Trần lúc này cũng không có bất kỳ dị thường nào, trong lòng Tống Nhan tương đối bình tĩnh, bảo nhóm chuyên gia yên lặng chờ. Đây là phương pháp kiểm tra đặc biệt khỉ đá của võ giả. Tống Nhan bịa ra một lý do. Dù sao trong nhóm chuyên gia không có võ giả, các chuyên gia đương nhiên cũng nhìn thấy trận chiến có thể gọi là phong thần của Sở Trần ở ranh giới núi Cường Lạp, bọn họ đều bị lời nói của Tống Nhan thuyết phục. Bóng đêm càng ngày càng sâu, dần dần đã đến nửa đêm, ngay lúc nhóm chuyên gia đang lo lắng, Sở Trần đột nhiên mở mắt ra. Bá bá bá, từng người một, ánh mắt bọn họ đột nhiên tập trung vào thân thể Sở Trần. Ánh mắt Sở Trần quét qua một khoảng thời gian thâm thúy. Trong chốc lát có cảm giác nhìn thấy tháng trầm của thời gian. Hít sâu một hơi, anh một tay ôm lấy Tống Nhan, trở về nghỉ ngơi trước đi. Trước khi nhóm chuyên gia kịp phản ứng, Sở Trần đã đưa Tống Nhan đi rồi. Đám đông sững sờ, trong đầu của bọn họ tràn đầy dấu chấm hỏi. Bọn họ nhớ lại hành động của Sở Đại Hiệp tối nay, đi tới, chạm vào khỉ đá, đi về. Nhưng quá trình này mất vài giờ. Hành động của Sở Đại Hiệp, chúng ta thật khó có thể đoán được a. Sở Trần và Tống Nhan đã trở về phòng. Tống Nhan cũng lơ ngơ, không hiểu nhìn Sở Trần. Sở Trần nhìn thời gian, không khỏi thở dài, không ngờ chỉ trong vài canh giờ, anh ải có thể sống lại cuộc đời của một con khỉ. Thời điểm nguyên thần của anh vừa mới đi ra, anh sợ đã trôi qua nhiều nám. Tống Nhan sững sờ, một đời của khỉ. Truyền thuyết về linh hầu, có một số sự thật nhất định. Sở Trần nói, linh hầu thật sự tồn tại. Vậy nó về sau đã đi đâu? Tống Nhan buột miệng thốt ra, nó vẫn ở trên núi. Ánh mắt Sở Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về hướng khỉ đá, hình ảnh mà nguyên thần nhìn thấy hiện lên trong đầu. Linh hầu đứng trên đỉnh núi, không phân biệt ngày đêm, nhìn về phía xa, chờ đợi sự trở lại của cô gái yêu dấu của mình. Trên ngọn núi, linh khí ngày càng suy kiệt, rốt cục có một ngày, linh khí toàn bộ biến mất. Sở Trần hiểu được, đó là ngày Tần Vũ phong ấn toàn bộ linh khí của trái đất vào trong biển đến rồi. Trên đỉnh núi nơi đặt linh hầu, tất cả thú đều đang di chuyển, rất nhiều bạn bè của linh hầu đều đến bên cạnh khỉ hầu, thuyết phục linh hầu dòi đi. Nhưng linh hầu căn bản không có. Đến kỳ hạn cuối cùng, vạn thú đều đã rời đi, chúng đều đi đến tần giới trước. Ngọn núi yên tĩnh lại, linh hầu chỉ còn lại có gió mát làm bạn, trên đỉnh sư tử Hoàng Sơn linh khí biến mất, nhìn ra xa. Cuối cùng, hóa thành một bức tượng đá, nằm trên đỉnh sư tử mãi mãi. Tống Nhan sửng sốt, trên đỉnh núi, chính là linh hầu sao? Không sai, Sở Trần nói, cho nên, video do khách du lịch quay là thật. Đồng tử của Tống Nhan mở to, linh hầu thần thật sự sống lại sao? Nó chưa từng thực sự chết, chứ đừng nói sống lại. Sở Trần hít sâu một hơi, nó chỉ dùng một vài biện pháp, sau khi linh khí cạn kiệt, phong ấn mình lại, bây giờ linh khí tô phục, nó cũng dần dần thức tỉnh. Sở Trần nhịn không được lần nữa hít sâu. Đêm nay, trên người linh hầu, anh đã tìm ra bí mật lớn nhất mà phiến đá hồng thần và phiến đá tướng quân cất giấu. Bất luận là hồng thần hay là hoành đao đại tướng quân, bọn họ, đều chưa từng thực sự chết.
Trong đầu Sở Trần, hình ảnh vạn thú tụ tập, trên trời dưới đất, dày đặc, vây quanh linh hầu, lởn vởn, có thể cảm nhận được địa vị của linh hầu trong lòng tất cả các loài yêu thú. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng, vạn thú vẫn không thể chờ đợi linh hầu, bất đắc dĩ, trùng trùng điệp điệp rời đi. Tại thời điểm vạn thú rời đi, trời đất trống rỗng, Sở Trần có cảm giác nguyên thần sắp trải qua biến hóa. Từ phiến đá hồng thần, phiến đá tướng quân, đến đá khỉ, nguyên thần của Sở Trần hết lần này đến lần khác mài rua, mặc dù chưa tinh thông phương pháp tu luyện nguyên thần, nhưng Sở Trần có thể cảm giác rõ ràng nguyên thần của mình đã tiến tới nút cổ trai. Có lẽ, trước khi thần biến cảnh thứ hai xuất hiện trên mặt đất, Sở Trần sẽ có cơ hội làm cho nguyên thần bước vào cấp bậc thần thông, bước vào thần thông cảnh. Tống Nhan mất hơn 10 phút, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Linh hầu là thật, thậm chí còn chưa chết. Tin tức này, đối với ai mà nói, đều thực sự quá chấn động. Vậy, nó có thực sự tái hiện nhân gian, lấy bộ dạng khỉ không? Tống Nhan nhìn không được hỏi. Vấn đề này, Sở Trần cũng không thể nào ra đáp án. Hình ảnh cuối cùng mà nguyên thần của anh có thể nhìn thấy chính là con khỉ đang ngày này qua ngày khác quan sát, thân thể dần dần hóa đá, hoặc cũng có thể nói đó là linh hầu tự phong ấn mình. So với phiến đá hồng thần và phiến tướng quân, điểm khác với đá khỉ không chỉ phong ấn nguyên thần của chính nó, mà còn cả thân thể. Còn hồng thần và hoành đao đại tướng quân, thân thể của bọn họ đã bị nhấn chìm trong dòng sông dài của lịch sử, nguyên thần lưu lại trên phiến đá, cho nên bọn họ không phải là thật sự chết. Nếu có cơ hội, nguyên thần của bọn họ có thể sống lại bất cứ lúc nào nếu lấy đi thể xác của bọn họ. Nghĩ đến đây, thân thể Sở Trần bất giác rùng mình. Điều này tương đương với việc mang theo hai cường giả của thời đại võ giả cổ, bọn họ thậm chí có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, lấy đi thân thể mình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Sở Trần âm thầm suy nghĩ, hít sâu, bí mật của phiến đá, anh đã dò xét bước này, Sở Trần cảm thấy mình vô cùng gần với chân tướng cuối cùng. Nằm trên giường, đầu óc Sở Trần vẫn không thể bình tĩnh lại. Chỉ trong vài giờ ở thế giới bên ngoài, anh gần như đã hoàn thành một đời khá dài của linh hầu, tuyệt đối không phải cùng Tống Nhan nói vài câu có thể nói xong. Anh thậm chí còn nhìn thấy quá trình tu luyện của linh hầu, anh nhìn thấy thần thông linh hầu hóa thành người, nó cuối cùng có thể biến thành một bức tượng đá vì có thần thông này. Thật đáng tiếc, Sở Trần vừa rồi lướt qua quá trình này, thật sự không thể hiểu sâu được sức mạnh thần thông này của linh hầu. Anh cũng chứng kiến linh hầu độ kiếp, còn không chỉ một lần, hồng thần cũng độ kiếp, nhưng sấm sét dường như đang chém về phía Sở Trần, khiến Sở Trần không thể tán thưởng quá trình độ kiếp đại diện cho đỉnh cao của thời đại võ giả gạch dưới ỷ cô. Sau khi khỉ thần vượt qua độ kiếp nhiều lần, đoán được thực lực của nó nhất định thuộc về sự tồn tại đỉnh cao của thời đại võ giả cổ, dù sao lúc đó cuối cùng cũng chỉ xuất hiện một người, đó chính là Tần Vũ, vượt qua cảnh giới độ kiếp, xẻ rách hư không, tìm đến Tần giới. Người mạnh nhất dưới Tần Vũ chính là cảnh giới đạo kiếp. Nếu như lúc đó khỉ hầu cũng đến Tần giới, có lẽ bây giờ, cũng đã vượt qua cảnh giới độ kiếp rồi. Đáng tiếc, đây là một con khỉ si tình. Trong lòng Sở Trần cũng có suy đoán, khi Tần Vũ lấy đi toàn bộ linh khí cuối cùng còn sót lại trên mặt đất đi phong ấn, linh khí toàn cầu biến mất, cường giả không rời khỏi trái đất vì nguyên nhân đặc biệt cũng phải lựa chọn phong ấn nếu muốn tồn tại trong thời gian dài. Như Hồng Thần, như Hoành Đao Đại Tướng Quân, nhưng bọn họ cũng không cách nào lưu lại thân thể của chính mình. Nói như thế, trái đất hiện nay, tương tự phiến đá, còn sẽ có bao nhiêu? Sở Trần không có cách nào tưởng tượng. Trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, thậm chí còn nghĩ tới, sau khi linh khí toàn cầu tô phục, nguyên thần cường giả ngày trước thực sự tỉnh lại, đồng thời hoàn thành đoạt lại thân thể. Nếu thật như vậy, tính không biết giới võ giả địa cầu hiện nay, biết càng thêm phức tạp. Sở Trần, cũng chưa hẳn là mạnh nhất, trời đã sáng, sáng sớm, trên núi Hoàng Sơn, rất nhiều du khách xông lên núi. Sở Trần và Tống Nhan cũng đã tỉnh lại, đêm qua bọn họ không có ý định tu luyện. Nhưng sáng sớm lại hứng thú, lúc mặt trời mọc, âm dương giao hợp, leo lên đỉnh núi, thực lực có chút tiến bộ. Sở Trần cũng nhìn trên điện thoại hình ảnh khi đá đứng lên được một khách du lịch chụp lại. Nói như vậy khỉ hầu đã tỉnh lại rồi sao? Tống Nhan nhìn hình ảnh trong điện thoại, không nhịn được nói, nó không phải tùy thời đều có thể đi lại chứ. Sở Trần trầm ngâm một hồi. Đêm qua, anh cũng thử cùng linh hầu giao lưu. Nhưng khi nguyên thần của anh kết thúc một đời của linh hầu, trong đầu anh tràn đầy bí mật giữa linh hầu và hai phiến đá, hơn nữa linh hầu cũng không cho sỏ, Trần bất kỳ phản ứng nào, Sở Trần cũng không biết tình huống cụ thể của linh hầu. Lại đi xem nó đi, Sở Trần nói, nếu như có thể được nó đáp lại là tốt nhất.
Khi hai vợ chồng lại đến chỗ khỉ đá, nhóm chuyên gia đã có mặt rồi, ánh mắt của rất nhiều người rơi vào trên người Sở Trần. Hành động kỳ lạ của Sở Đại Hiệp tối qua đã khiến bọn họ rất khó hiểu, không biết hôm nay Sở Đại Hiệp sẽ làm gì. Đám đông ở phía xa cũng đang hô to Sở Đại Hiệp. Sở Trần đi tới trước mặt khỉ đá, tiền bối Linh Hầu, nguyên thần của Sở Trần lập tức thử khai thông với Linh Hầu. Chỉ cần có thể khai thông với Linh Hầu, thì tất cả những nghi ngờ trong lòng anh về thời đại võ giả cổ cũng sẽ được giải đáp. Đáng tiếc, sự tình cũng không thể theo ý nguyện, Linh Hầu cũng không phản ứng lại Sở Trần. Vào lúc giữa trưa, số lượng du khách dần dần giảm bớt. Trong thời đại bùng nổ thông tin này, sự nhiệt tình của người dân đối với những điều mới mẻ quá ngắn. Hơn nữa, trên khắp đất nước đã xảy ra những sự kiện đột biến mới, nhưng khỉ đá Hoàng Sơn lại không có biến hóa mới. Rất nhiều người đến đây để lợi dụng sự hưng phấn rồi trở về trong thất vọng. Lúc hoàng hồn, sau khi Sở Trần khai thông với Linh Hầu thất bại, cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Trước khi Sở Trần rời đi, nhóm chuyên gia đã hỏi ý kiến của Sở Trần. Sở Trần chỉ có thể bày tỏ, anh không phát hiện ra điều gì bất thường ở khỉ đá. Ngay cả Sở, Đại Hiệp cũng lên tiếng, sự hứng thú của khách du lịch càng lớn hơn. Sau khi Sở Trần rời đi, không chỉ có một lượng lớn khách du lịch xuống núi, mà ngay cả nhóm chuyên gia cũng giải tán hơn phân nửa. Duy chỉ khỉ đá, vẫn nhìn về phía xa, nghìn nám không thay đổi. Trên xe taxi, thần sắc Tống Nhan có chút ngẩn ngơ. Sở Trần cũng chú ý đến, nắm tay Tống Nhan, cười nói, là nhở nhà sao? Còn vài tiếng là đến nhà rồi. Lần này, Sở Trần và Tống Nhan không bay thẳng đến thủ đô, điểm đến của bọn họ chính là sân bay Bạch Vân Dương Thành. Đưa Tống Nhan về nhà mẹ đẻ một chuyến. Tống Nhan lắc đầu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng xuống taxi, trước khi hai người họ bước vào sảnh chờ sân bay, Tống Nhan thấy trước mặt không có ai, bèn nói, trước khi chúng ta đi, tiền bối Linh Hầu đã liên lạc với em. Cái gì? Sở Trần sửng sốt, hoài nghi nhìn Tống Nhan, vội vàng hỏi, tiền bối Linh Hầu nói gì với em? Ngay khi em vừa chuẩn bị xoay người rời đi, một giọng nói vang lên trong đầu em. Tống Nhan nói, tiền bối Linh Hầu nói, thấy em có duyên, truyền cho em một thân pháp, sau đó, trong đầu em có thêm một thân pháp, gọi là, Linh Hầu Bách Biến. Tống Nhan sững sờ nói, tiền bối Linh Hầu cũng nói một câu, đa số công phu trên thế giới, đều không thể chạm đến thần thông, mà Linh Hầu Bách Biến, luyện đến tận cùng, liền có thể chạm đến thần thông. Một môn tuyệt học thời đại võ giả cổ có thể chạm đến thần thông. Sở Trần xa thẳm Tống Nhan, anh ước ao, anh đố kỵ, anh đỏ mắt, mình phí hết tâm tư, nhiều lần thử. Cố gắng khai thông với tiền bối Linh Hầu, tiền bối khỉ Linh Hầu hoàn toàn không để ý tới, mà Tống Nhan chỉ đứng ở một bên, nhưng vì câu có duyên của Linh Hầu tiền bối, liền thu được tuyệt học thần thông Linh Hầu Bách Biến. Nguyên thần của Sở Trần đêm qua đã trải qua một đời của Linh Hầu, anh biết Linh Hầu kia có thần thông, đó chính là có thế thiên biến vạn hóa, hiện tại Tống Nhan đã có được truyền thừa võ học Linh Hầu Bách Biến, rất dễ khiến Sở Trần liên tưởng đến môn thần thông này của Linh Hầu. Đây đối với Tống Nhan mà nói, không thể nghi ngờ là gặp gỡ may mắn to lớn. Sở Trần thậm chí cảm thấy, mặc dù mình có rất nhiều tuyệt học võ công, bao gồm cả tuyệt học thời đại võ giả cổ thu được trong bể luyện hồn, nhưng những tuyệt học công phu này đều không thể chạm vào thần thông. Còn một điều, Linh Hầu có thể chủ động liên lạc với Tống Nhan, hơn nữa truyền cho cô Linh Hầu Bách Biến, điều đó có nghĩa là Linh Hầu có thể rời khỏi đỉnh sư tử bất cứ lúc nào. Trên phạm vi toàn cầu, sẽ có thêm nhiều tồn tại như Linh Hầu. Thần sắc Sở Trần trở nên nghiêm trọng, từ khi bước vào thần biến cảnh, mặc dù Sở Trần không hề lười biếng tu luyện, nhưng trong lòng vẫn tương đối thoải mái, từ giờ phút này trở đi, Sở Trần lại cảm thấy áp lực. Bà xã, Linh Hầu Bách Biến, em phải tìm hiểu kỹ. Sở Trần căn dặn, đây là cơ duyên nghịch thiên, Tống Nhan không chỉ có thể chạm đến thần thông của tuyệt học võ giả cổ, mà còn có sự ưu ái của tiền bối Linh Hầu, Tống Nhan và tiền bối Linh Hầu, tương đương với quan hệ thầy trò. Đương nhiên, mặc dù Sở Trần hâm mộ, nhưng cũng sẽ không ngấp nghé Linh Hầu Bách Biến, dù sao nếu tiền bối Linh Hầu có lòng muốn truyền thụ tuyệt học này cho anh, cũng không đối với nhiều lần anh khai thông mà mặc kệ. Đây là cơ duyên thuộc về Tống Nhan. Trên máy bay, Tống Nhan nhắm mắt dưỡng thần. Sở Trần lay ra phiến đá hồng thần, nguyên thần xâm nhập vào. Xuyên qua 10 vạn đại sơn, một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Sở Trần đã chứng kiến rất nhiều lần độ kiếp của Linh Hầu. Có chút chuẩn bị tâm lý đối với lõi kiếp này, mặc dù chuyến đi của Sở Trần đến Hoàng Sơn không được tiền bối Linh Hầu ưu ái, nhưng nguyên thần của anh đã bị ảnh hưởng rất lớn, về chất đã được cải thiện.
Khi lôi kiếp đánh xuống, nguyên thần của Sở Trần khẽ run lên, nhưng không vãng tung tóe tán loạn như trước. Trên 10 vạn đại sơn, khói đặc cuồn cuộn, nguyên thần của Sở Trần nhìn thấy một bóng người áo đỏ, ngồi khoanh chân, trên đỉnh núi. Quả nhiên là hình ảnh độ kiếp của Hồng Thần. Chỉ là, so với Linh Hầu, hình ảnh độ kiếp của Hồng Thần hiển nhiên rất bài xích nguyên thần Sở Trần, mỗi lần sấm sét rơi xuống đều phải chịu tác động mạnh mẽ. Cuối cùng, khi sấm sét kiếp nạn thứ 8 giáng xuống, nguyên thần của Sở Trần cuối cùng cũng không chống đỡ được, nổ văng tung tóe. Sở Trần mở mắt ra. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười. So với lần trước, lần này, anh chịu được trùng kích của 8 đạo sấm sét. Đánh giá từ hiện trường độ kiếp của Linh Hầu, một lần độ kiếp có tổng cộng 9 đạo sấm sét. Điều này có nghĩa là, chỉ cần nguyên thần của Sở Trần tinh tiến một phần, chịu được 9 đạo trùng kích của sấm sét, liền có thể hoàn toàn tiến vào sâu trong phiến đá Hồng Thần. Sở Trần trong lòng đoán được, chỗ sâu trong phiến đá Hồng Thần, có thể chính là nguyên thần bị Hồng Thần phong ấn. Hình ảnh sấm sét bên ngoài, là một loại tự bảo vệ của Hồng Thần. Có nghĩa là, Hoành Đao Đại Tướng Quân, cũng là như thế. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là suy đoán của Sở Trần, mặc kệ có phải là như vậy hay không, Sở Trần vẫn thiếu một đạo. Lúc hoàng hôn, đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.